Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Trời ơi, dạ, chào quá. Dạ, dạ. Mời em ngồi. À, xin mời nhà gái. Hôm nay hai bạn đã có mặt ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, cách cái hàng rào thôi. Mời em trai giới thiệu về mình. Cho em xin gửi lời chào tới anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân và tất cả quý vị khán giả có mặt trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay ạ. Xin giới thiệu, em tên là Phạm Văn Huy. Phạm Văn Huy. Dạ, quê ở Nam Định ạ. Bao nhiêu tuổi Huy? Dạ, em năm nay 30 tuổi. 30 tuổi. Dạ. Huy làm nghề gì? Dạ, em là sản xuất âm nhạc với lại phòng thu. Wow, vậy mời bạn nữ. Rồi cưng, em giới thiệu đi. Dạ, em xin chào hai MC rất là dễ thương của chương trình, anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào cùng em. Toàn thể quý khán giả đã được có mặt ngày hôm nay. Dạ, em tên đầy đủ của em là Huỳnh Thị Diệu Mỹ. Năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang là bảo mẫu tiểu học tại trường tiểu học Vinschool Central Park. À, chị rất là thích nghe cái chữ bảo mẫu, tại vì con chị là nó nói về mấy cô bảo mẫu rất là đáng yêu. Mỹ là dạy ở quận mấy vậy? Dạ, ở Bình Thạnh. Bình Thạnh, Bình Thạnh. Hả? Dạ. Còn Huy là ở quận mấy? Em ở quận 12 ạ. Quận 12. Dạ. Bình Thạnh ở quận 12 thì cũng không đến nỗi xa lắm ha. Em nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình luôn đi. Dạ, điểm mạnh của em là em thích ca hát và em có thể hát bất cứ nơi đâu. Dạ, sẵn tiện. Em hát bài nào cho nó xôm xôm nữa. Dạ được, dạ được. Để coi nhà sản xuất âm nhạc bên đây coi sao nè. Dạ dạ, vậy sẵn đây em xin tặng bạn Huy và mọi người một ca khúc cũng khá là vui. Bài Người Hãy Quên Em Đi. Dạ, em hát bài này không phải là muốn cái thằng bên kia quên em đâu nha. Ok. Dạ. Người hãy quên em đi. Dạ. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Bên kia hát chồng nếu đi. Anh không bài còn này. Gì để vương dạ, vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa, vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đềm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên em đi. Yeah. Hay quá, hay quá. Hay quá. Được không, nhà sản xuất âm nhạc? Dạ, hay quá. Bạn Huy thấy sao bạn? Huy trên đã cảm thấy là lung túng trong người khi nghe giọng hát. Mai qua phòng thu quảnh luôn. Dạ. Rồi bây giờ em hát đáp lại bên đàn gái coi nào. Em hát bài của anh Ưng Hồng Phúc đi. Tôi không tin nha. Rồi. Tôi không tin đời tôi, có em rồi phải xa em suốt đời. Nắng ấm nơi người xa thật xa, cớ sao lại cho mưa gió nơi này. Tôi không tin tình em, dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi. Đã thế nay tình tôi đành thôi, không còn nhớ đến ai. Hay quá. Được rồi. Bên kia hát Người Hãy Quên Em Đi. Dạ. Bên đây hát bài Anh Không Tin. Tôi không tin. Đó. Ồ, mà sao? Thì coi như không tin quá. Là mình hãy quên nhau đi, mà mình phải yêu nhau đi. Dạ, đúng rồi, đúng. Em trai. Dạ. Điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là ngủ ngáy. Ngủ ngáy. Với lại hơi sợ ma một xíu. Trai mà sợ ma hả? Trời ơi, tôi tính là nói hai người mà có quen nhau rồi đến coi kịch ma bên tôi mà ông nói vậy thôi, sao tính mời được trời. Tại vì chắc một mình em thì em sợ, mà hai người không biết. Cái bữa nào thử nó sao. Đi. Dạ. Mời hai bạn đến sân khấu kịch Hồng Vân. Dạ. Phú Nhuận nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ mình nói một chút đường tình duyên bên đàn gái cho đàn trai nghe đi. Đường tình duyên của em nó cũng khá là lận đận. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy sao sông rộng đường dài. Thì không, chưa yêu ai hả? Dạ, thật ra thì đối với em lúc trước á, lúc mà em còn học, đi học trong ghế nhà trường thì em tính tình của em rất là đóng. Tức là em hơi nội tâm á. Em thích cái gì, em thích hát nhưng mà em rất là nhát. Rồi khi mà em ví dụ em có tình cảm, em thích một bạn nào đó thì em lại không có dám nói ra. Thì sau khi mà em đi làm, em ra trường em đi làm thì tự nhiên em phát triển lên, em muốn thay đổi con người em tự tin lên. Thì tự nhiên là nó bị khập khiễng đó chị. Khập khiễng lúc trước là mình không thổ lộ, quá khép kín. Dạ, bây giờ là rồi. Mình lại open quá. Mình open quá xong là over luôn.
bị over đúng over không? Luôn. Em đi thể hiện tình cảm của mình cho những người mà em thích, em có tình cảm hoặc là em nghĩ là người ta có tình cảm với em. Thế là em cứ thể hiện quá trời luôn. Và cuối cùng thì không có thành công được. Không thành công luôn. Đúng rồi, mà nói tóm lại là cái bài đó cực kỳ hợp với em. Chưa một lần yêu ai. Dạ. Nhìn về coi tương lai. Tức là nhìn về tương lai đó mà. Chưa yêu ai đúng không? Chào em. Dạ chào chị. Trẻ măng trẻ mẳng vậy luôn á hả trời? U30 rồi chị. U30. U30 rồi dạ. Hả? Trẻ lắm em ơi. 30 tuổi mà trẻ măng trẻ mẳng. Em có mấy mối tình nói cho chị Vân nghe đi. Em thì chính thức là có 2 mối tình. Một mối tình thì ngày xưa bố mẹ em ở ngoài quê á. Về quê xong rồi nhà bác á có đám cưới. Thì đêm đó em tới đó em hát một bài xong rồi tự nhiên quen luôn nhưng mà cái tình yêu nó hơi bị xa, tại vì ít gặp lắm, một năm gặp khoảng mấy lần thôi, tại vì bạn nó đang ngoài Hà Nội mà em lại ở trong nói chung này. Là yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi, yêu xa. Và mối tình thứ hai vậy cũng yêu xa, cuối cùng là chia tay hết. Dạ, cả hai mối tình rồi. Là chỉ vì yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi. Mối tình này gần nè, bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ thì một cô bạn là tính tình hơi hiền chút. Hiền? Dạ, hiểu chuyện chút xíu rồi. Bây giờ chị nói cho em nghe nè, cái người bạn gái bên đây có những đặc điểm như sau: 29 tuổi mà chưa một lần yêu ai, tinh khôi nghe. Dạ. Và có một cái nét gì đó của chị bóng hồi trẻ. À, có tuyệt vời đấy. Hơn như thế nữa thì em sẽ tự tìm hiểu. Dạ. Còn bây giờ tôi xin mời ông. Bóng hả? Bóng bằng bàng, lên ăn cơm vàng, cơm bạc người ta. Đó, chàng gái cũng có răng khểm chút chứ. Thì y chang bóng hồi đó mà lại. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, em nói cái điều em thích ra nha. Em thích một người đàn ông, Người đàn ông, Phải bản lĩnh đàn ông, mình phải ga lăng. Dạ, đối nhân xử thế, em thích cái chỗ đó nhất. Mình đối nhân xử thế với mọi người xung quanh. Dạ, phải vui vẻ, em thích một người đàn ông vui vẻ nè, hài hước nè. Dạ, rồi không cần phải có tài lẻ gì nhiều đâu. Và cao đó anh, em thích cao. Cao. Cao hơn em. Bạn rồi không đó. Thích điều gì đàn ông? Em đến 55. Dạ, không sạch sẽ. Không sạch sẽ. Dạ, em thích một người phải nói là mình bề ngoài mình phải biết chỉnh chu, mình gọn gàng, mình sạch sẽ. Tại vì em ở nhà em là em hay làm việc nhà, là em nhà em nó không sạch sẽ chứ. Bây giờ cho người thân góp ý kiến đi rồi mở rào ra nha. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị bạn thân của em. Em xin chào anh Hiền Linh và chào chị Hồng Vân ạ. Chào em. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Thanh ạ. Em là bạn của Mỹ ạ. Em thấy bạn trai này có hợp với Mỹ không? Ấn tượng tiên của em thì hai bạn có chung sở thích rồi. Em nghĩ là hai người match nhau cũng khoảng 70% rồi ạ. 70% trở lên là ok rồi. Dạ. Mỹ ơi, bạn này được đó. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Huy đi với ai Huy? Dạ em đi cùng với người anh trai. Anh trai đồng nghiệp hả? Đồng nghiệp. À, lần đầu tiên xin cho em gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh với lại chị Hồng Vân ạ. Theo em thì bạn nữ này cũng khá xinh, nói chuyện rất là hoạt bát, và nhất là cũng có cái sở thích là ca hát chung với lại Huy, cho nên em nghĩ là hai người cũng khá là tương xứng với nhau. Rồi bây giờ thì mình mở rào cho hai bên gặp mặt để họ tự trao đổi với nhau nha. Mở rào. Hồi hộp hả Linh? Hồi hộp hả? Có gì đâu hồi hộp, coi như mình mời bạn gái vô phòng thu âm vậy thôi ha. Bắt đầu đi Huy. Ủa? Chào anh có cái bông hoa tặng cho em. Dạ. Anh tự làm. Dạ anh tự làm. Có vui mở ra đi em. Cái gì vậy cưng? Tặng gì vậy? Cái bông hoa em tự làm. Ờ nhưng mà ý nghĩa em nói ý nghĩa về món quà của mình đi. Dạ cái bông hoa này thì em tự đặt tên như là bông hoa tỏ tình. Bông hoa tỏ tình hả? Dạ tại vì em tự làm mà. À. Dạ. Đó là đơn giản thôi chứ. Dạ. Hy vọng em sẽ thích. Dạ em thích. Dạ em thích. Rồi em mở quà của bạn nữ đi cưng. Huy. Mở quà. Dạ từ từ nhanh Huy, cái chừng bất ngờ đó anh. Trời ơi, quả trứng. Dạ. Được nhanh rất gì ta. Dạ cho phép em đọc nha. Rồi đố anh luôn á, cái này là một tên một bài hát anh. Rất vui được gặp nhau à. Còn bài hát này là hát gì của ai ta? Dạ. Em thuộc bài này á. Dạ em sẽ hát tặng anh luôn. Cảm ơn em. Ủa tại sao tặng trứng là rất vui gặp nhau là sao? Dạ đây là cái món ăn mà gần đây em rất là thường ăn. À. Và cái này là cái món ăn mà thường nhật giản dị. Thế nó hả? Ít dầu mỡ và nó tốt cho sức khỏe. Yeah. Ý nghĩa đó là ngon, bổ, rẻ. Em cũng rất thích trứng luôn. Vậy anh có muốn nghe bài hát không? Có, em hát thử cho anh nghe khúc. Ta nhận ra nhau trước khi gặp nhau, tự như trong tim thức đã từng mơ như thế.
Anh và em những gương mặt xa lạ, đến với nhau bằng tâm hồn thân quen. Hay quá quý vị ơi. Ánh mắt đó chạm nhau, bối rối cứ thật lâu, để khoảnh khắc này mãi đậm sâu. Rất vui được gặp nhau, dù ngày sau ai biết sẽ đi về đâu, chỉ cần ta khẽ nói với nhau một câu trước khi mọi thứ bắt đầu. Rất vui được gặp nhau. Yes. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và chắc là tôi xin được tặng cho bạn một chút xíu âm nhạc đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Bài này anh nghĩ là nó rất là ý nghĩa luôn. Tại vì khi mà anh đi tới chương trình này là anh đã chuẩn bị rất là kỹ. Anh trân trọng điều đó. À. Về bên nhau ta say mơ ước yêu nhau dài lâu, cố quên ưu phiền trọn đời ta sống cho tình thêm nồng. Quên cuộc đời dối trá, lòng người phôi pha, tình ta còn lâu bên mãi trong cơn mộng say. Về bên nhau ta say mơ ước yêu nhau dài lâu, nắm tay vui cười nguyện đời ta sống cho tình thêm nồng. Sẽ không còn buồn chán ngát đường tình thanh thang, và ta sẽ yêu nồng cháy quên đi ngày mai giấc mơ một cuộc tình. Wow. Hai bạn này gặp nhau cứ hát mãi rồi yêu nhau thôi, khỏi cần nói gì cả. Cần nói chuyện. Âm nhạc nó sẽ kết nối hai trái tim lại với nhau. Rồi thôi mình ngồi ghế mình tâm sự đi. Mình cảm nhận về nhau đi. Anh có muốn hỏi em câu gì không? Muốn hỏi em là em khó tính không? Theo như mới gặp vậy thì anh có thấy em khó tính không? Mới gặp thì không khó. Cũng không dễ khó thương hả? Đúng rồi. Dạ. Cái ấn tượng đầu tiên anh nhìn là khi mà gặp anh á, em nở cái nụ cười mà chỉ làm cho mình nó bị sao xuyến luôn. Dạ. Thì đó thì nghĩa là em cũng theo anh là nhìn em là em khó tính. Còn em... còn em nhìn anh sao? Thôi trả lời câu hỏi của anh trước. Ừ. Dạ, em là một người rất là dễ tiếp cận. À. Rất dễ tiếp cận nhưng mà khó chinh phục nha. À, vậy. Dạ, vậy theo anh Huy thì quan điểm của anh về tình yêu là như thế nào? Quan điểm của anh về tình yêu thì chỉ là hai người có cảm thấy hai con tim cùng một nhịp đập. Hai con tim cùng nhịp đập hả anh? Ờ, nghĩa là hai người cùng cảm nhịp với nhau á. À. Cùng cảm xúc với nhau. Dạ. Sẽ đi tiếp cái chặng đường của mình sắp tới. Dạ. Nghe có qua có vẻ nó hơi sến sến anh ha. Đúng nhưng rồi. Mà sến nhưng mà thiệt. Nhưng mà nó thật. Em thích cái gì đó sến mà thiệt á anh. Dạ. Các bạn đã có dự định là kết hôn chưa? Em đã cái tuổi em. Này là đã suy nghĩ đến chuyện lập gia đình chưa hay là chỉ là yêu thôi? Ba mẹ của em và các bác ngoài quê á. Tại vì gia đình em đã chuyển vô đây từ bé rồi. Nên vô đây thì em sống thì tới 30 tuổi vẫn chưa có. Nên các bác ở ngoài quê hơi bị hoang mang. Với lại bố mẹ cũng vậy, cứ hối xong em lấy vợ đi. Tại vì nhà có hai anh em á. Nên mẹ cứ kêu là xong lấy vợ đi, thằng em mày lấy trước. Dạ. Còn về cái quan niệm mình hôn nhân thì có thể là... Mình chắc luôn đi, đừng có thể anh. Ừ, chắc hả? Hôn nhân thì trong khoảng... 6 tháng đổ lại, trong thời gian đó mình sẽ tìm hiểu nhau, sẽ ok hơn để hiểu với tính cách nhau sẽ. Dạ, tức là sẽ... anh chuẩn bị về điều kiện, cơ sở vật chất đồ đó là ok hết rồi ha. Ok, thì chắc chắn là bằng mọi giá phải có điều kiện để cưới em chứ. Mình tìm hiểu nhau khoảng 1 năm, 1 năm rưỡi thì có thể tiến đến hôn nhân là đẹp đó anh. Đúng rồi, anh nghĩ các bạn, quan trọng là em có bấm nút không. Để tối nay em về em trả lời mail anh biết liền. Ồ, vậy hả? Chúc mừng bây giờ sao ta? Em hãy tiến tới và nói với bạn gái một câu gì đó, suy nghĩ điều gì trong lòng của mình để chúng ta có thể tiến hành bấm nút. Vậy thôi. Đôi khi anh vô tình anh được đứng trước mấy ngàn khán giả luôn, anh không run. Nhưng mà anh gặp em anh rất là run. Chắc là anh đã có cảm xúc thật sự với em. Và nên lát chúng ta, anh rất mong em bấm chuông để chúng ta có một những ngày tháng tìm hiểu ra. Vậy ha. Rất chân thành, rất chân thành. Rồi. Mọi người chúng ta sẽ đưa ra quan điểm của mình bằng nút bấm. Nút đâu? Bên trái anh. Bên trái đây. Đó, rối, không tìm ra được cái thế để bấm rồi. Chúng ta hãy lắng lại 30 giây.
cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu phải, chúng ta bấm nút. Và khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nếu cảm nhận không phải, không cần bấm. Hãy đưa ra quyết định của mình, nhìn về phía trước. Nhìn phía trước anh. Một. Hai. Hai. Bấm trước luôn rồi. Ba. Hết thời gian. Rồi, hãy nắm tay nhau đi. Cho anh nắm nhẹ. Rối trời trời ơi, ống rung thiệt kìa trời ạ. Ôi, tay sao lạnh như vậy trời. Này, bạn gái là chủ động hết đấy. Thôi bây giờ thì bạn trai có điều gì muốn nói với lại gia đình bạn gái hay không? Sau đó thì xin phép được hôn cái hôn đầu tiên ở má của bạn gái. Hôm nay chúng con đã bấm chuông rồi. Không có chuông, ở đây không phải lan và điệp. Nút mà bấm nút, nút. Chúng con đã bấm nút rồi thì trái tim của đám nổi đỏ rồi. Thì xin phép hai bác cho con hôn hôn chán nhẹ của em cái cho hôn đúng. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa, gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan, bảo hành đổi mới năm đầu tổng giá trị 7.000.000 đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Em thích cái hoạt động bên ngoài đi du lịch, hoặc là thích nuôi chó, chơi với chó, và có hoạt hình Doraemon nữa. Con thường là đi du lịch vào những lúc rảnh. Ngoài ra thì con còn nuôi chó tên Dương. Ô, tình con người luôn hả trời. Mình trải qua được 3 mối tình sâu đậm, nhưng mà tất cả hồi đó giờ chắc phải chừng mấy mối hơn. Nhưng mà thực sự là mười mấy. Dạ, thật sự là 13. Như vậy là chúng ta đã thấy tình yêu bắt đầu xuất hiện ở cặp đôi đầu tiên. Còn bây giờ thì sao? Chúng ta phải gặp ngay cặp đôi thứ nhì xem họ sẽ tìm được nhau hay không. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Dạ. Xin mời nhà gái. Mời em trai. Xin chào anh Linh ạ. Chào chị Vân ạ. Em chào bạn gái bên kia và chào mọi người ở trường quay. Em tên là Mai Vũ Trương. Em hiện tại đang làm kỹ sư điện ở khu công nghiệp Amata. Hiện tại em đang sinh sống ở Biên Hòa. Dạ, năm nay em 28 tuổi. Còn em? Dạ, con chào chủ Quyền Linh. Chào cô Hồng Vân, chào toàn thể khán giả và chào bạn bên cạnh. Con tên là Phan Thị Tú Uyên, hiện tại là năm nay 26 tuổi, đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Đang làm marketing và sale tại Bảo Lộc ạ. Mảng gì? Dạ, bất động sản. Rồi, đàn trai hãy nói một chút xíu ưu điểm và khuyết điểm cho đàn gái biết đi. Thì ưu điểm của mình là hiền lành, sống rất là tốt với bạn bè. Mình hay nói chuyện, mình chia sẻ, làm cho bạn mình vui. Em đây là em thích cái hoạt động bên ngoài, đi du lịch, hoặc là thích nuôi chó, chơi với chó, và có hoạt hình Doraemon được. Trời ơi, tâm hồn trẻ thơ quá ha. Dạ đúng rồi. Có điểm yếu gì không? Dạ có, ít nói, cũng sống nội tâm, hơi nhát. Mấy năm về trước thôi thì năm nay cũng đỡ nhát rồi. Giờ ngồi đây là cũng bớt nhát rồi đó. Dạ đúng rồi. Còn mình nè, nói về cái là điểm mạnh, điểm yếu của mình nè. Điểm mạnh của con thì con là một người hoạt bát, gọi là một người sống hướng ngoại, thích đi đây đi đó và có thể độc lập tự chủ trong cuộc sống của mình. Điểm yếu thì nhiều một chút, hơi nóng tính, nấu ăn thì không có giỏi cái khoản nấu ăn lắm. Con thường là đi du lịch vào những lúc rảnh. Dạ, đi cùng bạn bè hoặc là tự đi. Ngoài ra thì con còn nuôi chó, chụp ảnh nữa. Nuôi chó nhiều không? Dạ, con có một bạn. Tên gì? Dạ, tên Dương. Ủa, tên con người luôn hả trời? Dạ. Dương đó nó có liên quan gì tới cái cuộc đời sự nghiệp của con không? Dạ, Dương là trong tiếng Trung là nó là mặt trời. Thì không, đừng nói là tên người yêu cũ nha. Ghét quá, hận quá, đặt tên chó luôn. Rồi thôi, sẵn mình nói về tình yêu nè, mấy mối tình rồi nè, khai luôn tên người yêu là gì luôn nha.
Dạ, con tổng cộng thì có khoảng 3 mối tình chính thức. Một mối tình là từ thời năm nhất đại học. Nói chung là 3 mối tình của con là đều gặp ở đi từ thiện hết. Ừ. Tất cả là đều đi từ thiện. Bắt đầu tên gì? Dạ, thôi quá khứ rồi cô Hồng Vân. Lý do tụi con chia tay là gì? Lý do hả? Ví dụ như là yêu xa chẳng hạn. Rồi bây giờ sao đây? Cái này cũng xa xôi à nha. Đi dễ mà, cao tốc đi cái ào tới rồi. Mình có mấy mối tình rồi? Thiệt ra thì mình đếm trên đầu ngón tay chắc cũng không hết. Không, mình hồi nhỏ thôi. Bây giờ từ cấp cấp 3 chính thức có một mối tình lớp 12. Mình trải qua được 3 mối tình sâu đậm. Nhưng mà tất cả hồi đó giờ chắc cũng phải chừng mấy mối thôi. Dữ vậy trời. Tại chắc hiền nhát nên người ta thích. Mấy mối luôn à? Mười mấy mối. Mười mấy mối tình gian dở lận á hả? Trời ơi, 19 lần gian dở, chào cưng. Đâu đâu đến 19 thì... Mấy chục cái linh đanh hay câu nói của ông bà mình. Nhưng mà thực sự là mười mấy. Dạ, thật sự là 13. Trời ơi, số này đẹp mà. Lý do chia tay vậy? Tuổi trẻ hồi xưa là chưa trải sự đời á, chưa. Phe ta bỏ hay là phe địch bỏ? Có mấy lần là mình bỏ, hầu như là người ta bỏ. Bỏ đi cái rụng tóc. Bỏ đi, em mới lên tay em tìm mất hai. Đâu hồi xưa em cũng nhiều tóc lắm chứ. Nhưng mà mình hận thằng hóc tóc á. Hôm đó mình buồn quá, mình đi cạo. Ông nó cạo xong rồi chị. Rồi từ đó là em không mọc tóc nữa. À dạ. Yeah. Ôi tội nghiệp không? Yeah. Cũng như tình yêu mà tóc nó vậy đó. Không, thực ra bạn này nếu bạn để thì tóc vẫn nhiều mà. Rồi nói nghe nè, bây giờ cái cô gái này có ở Túc Lâm Đồng thì em có ngại yêu xa không vậy? Nếu mà yêu xa mà nói chuyện lại bình thường thì cũng không sao đâu chị. Em phóng lên vực Lâm Đồng thì cũng gần, tầm 2 tiếng. Tùy theo chạy thôi, 2 tiếng chắc công an phạt hơi nhiều. Dạ đúng rồi. Bây giờ này em mong muốn cái người bạn bên đây á, là phải như thế nào? Thật ra thì con người em cũng thoải mái. Bạn gái mình chỉ cần là hiền. Lâu lâu mà có cá tính thêm xíu nữa, biết uống bia, biết nhậu nhẹt một xíu cũng được. Có hình xăm cũng được. Tôn trọng cái gia đình mình. Rồi nhậu nhẹt chút cũng ok. Nhậu càng được càng tốt. Nhiều khi lấy về thì hai chồng cứ mua một thùng bia để ở tủ lạnh á. Thì mình buồn hai chồng ra ngồi uống. Giống như bạn em cũng vậy á. Không, cái đó là cái thú vui của rất nhiều cặp vợ chồng nha. Hai chồng nhậu với nhau thôi, không có nhậu với ai trơn á. Vậy hai chồng chơi với nhau suốt luôn đi, đừng chơi ai nữa. Em có sợ con gái ghen không? Ghen thì em không sợ, chỉ sợ nhắc lại người cũ thôi. Rồi em có nhắc không? Không, em không bao giờ để ý đến người cũ. Bây giờ em đâu còn nhớ người nào để em nhắc đâu. Nhiều quá mà đâu có nhớ nổi mà nhắc. Mình nhớ cũng không muốn nhắc. Dạ, chào chú. Chào cô gái. Dạ. Con nãy giờ nghe chàng trai nói chuyện thì con cảm nhận như thế nào? Con cũng không biết nói sao luôn á. Anh vui tính á. Vui có duyên. Dạ. Lắm á. Vui tính. Có duyên lắm luôn á. Anh sửa điện mà nhiều đó, sửa điện nhiều cũng có đôi khi nó dễ thương. Hồi trước có té từ cái nhà xuống á. Có nữa hả? Có chứ, tại leo lên cầu thang cái mình lắc lộn cầu dao á. Giật cây, té xuống gùm, giật cây, té xuống gùm cây. Đó, nó vậy đó. Cũng có té lần nữa. Con không thích điều gì đàn ông nhất? Nếu mà về ngoại hình thì con không thích một người hôi. Tại chẳng qua cái tâm sinh lý nó hôi sẵn rồi sao? Hôi. Cái vụ này chú không biết nha. Nó vô tình thôi, nó cũng vô tình té, vô tình rụng thôi con. Rồi gì nữa? Nóng tính, gia trưởng. Người đàn ông vậy chắc tơi tả quá. Gì đâu hói rồi. Nóng tính rồi, đủ thứ cho. Chú nghĩ không có người nào gom nguyên tụ vậy đâu. Không biết chăm lo cho gia đình. Là một người quá hướng ngoại cũng không tốt. Từ từ con chú. Còn nữa hả? Dạ, không thích sao muối. Sao ngộ ta giống cô á. Thích vừa ôm thôi chú. Nói chung đừng có muối nào luôn, nó cứ bình thường. Giống như Linh vậy đó, cứ bình thường. Đúng rồi, như mà. Không. Chú cũng có tập gym á con? Dạ, chắc tập được một ngày rồi nghỉ. Là em gái đưa ra những cái điều không thích á, em có vướng vô điều nào không? Dạ không. Thế có đó. Không. Hồi không có tóc. Hôi hôi. Phải hả? Không đâu, hôi đâu. Ít tóc. Ít tóc. Tức là có cái hình mẫu lý tưởng nào ngoài đời mà có thiệt không? Ví dụ như là Barack Obama vậy á cô Hồng Vân. Cao to và họ là một người vừa là người của công việc vừa là người của gia đình luôn. Không đen cũng được mà đen cũng được. Bên kia thích mẫu hình Obama. Em thích mẫu hình như ai? Chẳng lẽ vợ của Obama? Kỳ. Vợ Obama. Có duyên ghê không? Hai đứa này nó biết lựa ghê á. Hai đứa tự cảm nhận chứ thấy cũng chưa giống gì hết. Để hỏi người thân đã. Hôm nay con đi với ai? Dạ con đi với gia đình, với má, với cậu, anh và bạn bè của con.
Xin chào MC Hồng Vân, MC Quyền Linh. Chào chàng trai bên này. Mình là cậu của Tú Uyên. Cậu nghĩ là chàng trai bên này cũng được, có nhiều cái cũng phù hợp với con. Với lại hỏi chàng trai bên này tí nữa là con kỹ sư điện là học ở trường nào vậy? Dạ, đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì cùng ngành với cậu. Dạ, dạ. Cũng rất là cậu là hồi xưa là bách khoa lâu lắm rồi. Thôi hai đứa thì đến đây là cũng nên cho một cơ hội để mà mình tìm hiểu xa hơn. Rồi bạn đi với ai? Dạ em đi với bạn. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và tất cả mọi người ở trường quay ạ. Em là bạn của Trương. Nhận xét về Trương thì cũng tính tình rất là vui vẻ ạ. Bạn gái thì cũng nói chuyện thấy cũng hợp với bạn Trương ạ. Nhưng mà tại sao 13 người mà không vô người nào vậy? Bạn nhát lắm. Trời ơi, nó nhát. Ồ, quá. Vậy đó hả? Thôi được, hai đứa này nó quen nhau vui lắm nè. Cảm ơn em trai, giờ mở rào đi. Ừ. Mở rào. Đó. Hai đứa tâm sự đi. Coi hai vợ chồng Obama không biết xem chương trình này không? À, mình chào bạn. Chào bạn, mình có món quà của bạn. Trong này có một lá thư á. Ở đây thì em có mang tới một món quà bao gồm một bức thư và một cái tấm thiệp đi đến Bảo Lộc. Bạn cứ đến Bảo Lộc đi rồi mình sẽ làm hướng dẫn viên du lịch, đưa bạn đi khắp nơi. Đọc đi, đọc thư đi con. Wow, chào cậu. Người bạn ngồi kế bên, tớ là Uyên, một cô gái khá bướng bỉnh, bánh bèo, màu mè, hoa lá, nhưng cũng là một cô gái khá bản lĩnh, tự cường. Tớ đã trải qua nhiều lần yêu và được yêu, vì vậy tớ hiểu thế nào là sự trân trọng. Tớ chỉ một câu gửi đến bạn: nếu bận quá thì bạn đừng nữa, thì đừng, bạn đừng yêu. Ờ, được rồi. Dạ. Đoạn cuối coi. Dạ, đoạn cuối. Đừng quan tâm, đừng quan niệm cái gì là của mình sẽ lại là của mình. Nó chỉ đứng ở một nửa thôi. Người ta yêu mình thì người ta sẽ không dễ dàng rời đi. Nhưng mà nếu như không trân trọng, không sẽ chia, không quan tâm thì cậu à, có yêu cầu đến đâu người ta cũng rời đi thôi. Mong sẽ có những ngày hạnh phúc bên cậu. Dạ hết rồi. Nói tóm lại là cái thư này em bé này nó nói gì à? Nói em... tóm lại là bạn ấy nếu bận quá thì đừng yêu. Và yêu một cách phải có trân trọng bạn ấy. À chào bạn. Tại vì qua bức thư này mình thấy là mình thì không có bận biểu gì nhiều. Công việc của mình thì có thể là mình đi 3K, 3 kiếp trực. Thì nhưng mà thời gian thấy 3 kiếp trực đó rất là nhiều thời gian dành cho bạn. Mình nghĩ nhiều. Mình đi làm lễ Tết mình trực là nhiều lắm. Nhưng mà bất cứ thời gian nào trừ lễ Tết thì mình vẫn ở bên bạn được. Mình không ngại xa. Mình chỉ ngại mình không có lý do mình xuống dưới thôi. Luôn luôn nếu mà bạn cần mình luôn luôn ở kế bên bạn. Bất chấp là có mưa hay là sao. Nhưng mà chắc bão lũ ở trên Lâm Đồng mình kẹt xe mình không xuống được. Ok. Trừ những ngày Tết và ngày lễ mình đã nói với bạn. Hồi nãy mình có nghe nói là bạn có tới 13 mối tình. Chắc cũng chấp nhanh chấp đi đúng không? 13 mối tình đó là tuổi trẻ chưa xảy từ đời các bạn. Tính là mình có 13 nhưng mà thật ra có 3 mối tình chính xác. Bây giờ mình lớn hơn nhỏ này 2 tuổi, mắc gì mình phải xưng bạn với mình. Dạ. Anh em được khẳng định được. Dạ. Phải anh coi nè. Giống Obama được phần nào? Giống hết quá. Chắc giống Obama được 10%. 10%. Đúng rồi, mình không có đen như ổng được. Thì mình là một người rất là thích du lịch. Người ta lớn hơn mình phải lịch sự, mình gọi là anh. Dạ. Ừ, anh em. Em rất là thích đi du lịch cho nên là có thời gian rảnh là em sẽ sắp xếp thời gian để chọn một địa điểm để đi du lịch. Thì anh nghĩ anh có thích đi du lịch như vậy không? Vâng, mình thích du lịch. Anh thích du lịch. Thích lắm luôn chứ. Nhưng mà không có kể điện tiền thôi. Tiền nhiều khi cũng quan trọng lắm. Đúng rồi, tất nhiên là tiền sẽ quan trọng. Một năm anh có thể đi du lịch đến 6 lần. Em tới em nắm tay cô gái. Cảm xúc nãy giờ mình gặp bạn ấy thế nào? Với lại có lấn cấn cái vụ chó tên Dương không thì hỏi luôn nghe. Ừ, em tưởng chó tên Trương hết hồn á. Dương đó. Trời, nắm tay hả? Thì giống mắt tay quá. Lạnh quá. Công việc của anh thì không có bận rộn lắm. Thì anh vẫn đi xuống thăm em bình thường. Hy vọng là em giao cho anh một câu hỏi để tìm hiểu. Dạ, yeah, sẽ cười. Dạ, em hơi ngại một chút nhưng em cười. Móng tay làm đẹp chứ nhỉ? Con gái có quyền làm đẹp mà. Không đẹp mà, muốn nói gì đó. Hai đứa này nó nói mà như không nói á Linh ơi. Có mình ơn tụi nó nghe thôi, không ai nghe được luôn á trời. Thì anh có một cái bài, nhưng mà anh sẽ hát một đoạn cho em nghe. Tại vì anh kết em rồi, nhưng mà em kết em không. Em cứ nhận lời là anh cưới em về làm dâu của má em liền.
mình cưới nhau luôn hay là em thích bây giờ? Đáp lại đi là nữ. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Trên tay anh cầm một đóa hoa tu cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Thôi ạ. Vẫn không nghe tụi con hát cái gì luôn á. Hai đứa này quen nhau dễ thương lắm á. Một nè, hai nè, ba. Hết thời gian. Có bấm không? Trời ơi, bà làm nhỏ rớt tim luôn vậy đó à. Chính thức là các bạn đã hẹn hò với nhau đó, nắm tay nhau đi. À, nắm vậy thôi. 13 mối tình vẫn yếu lắm. 13 mối tình yếu lắm rồi. Xin phép cho con được hôn má. Dạ, hôm nay con xin phép ạ. Hôn thiệt hả? Có thể hôn dạ cũng được. Nghe rồi. 13 người mà sao cô thấy con không có một cái thế nào hết trơn là sao vậy? Làm lại cho nó đẹp đẽ coi nè. Ít ra phải cổ điển chút xíu vậy chứ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kèm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kiềm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Giữ lấy về đọc kỹ lá thư nha. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan, bảo hành đổi mới năm đầu tổng giá trị 7.000.000 đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Dạ, chúc hai đứa sẽ sớm tìm được tiếng nói chung nha. Dạ. Dạ. Tôi đi Bảo Lộc giới thiệu tôi mua đất nha. Dạ, lát mình gặp nhau nha chú. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Dạ, chào anh ạ. Ngồi đi em. Rồi, xin mời nhà gái. Rồi, để đây đi cưng. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ. Cho bên nhà gái cùng nghe luôn nha. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn gái bên cạnh. Em tên Lê Phước Lộc, em ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Làm việc ở đâu Lộc? Dạ, em làm việc cách nhà khoảng 16 cây số. Làm gì Lộc? Dạ, em chủ cửa hàng thuốc thú y ạ. Rồi. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi cưng. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, chào bạn nam bên cạnh và chào tất cả khán giả. Em tên là Phan Thị Thúy Hồng, 33 tuổi. Em là con gái Bến Tre. Hiện tại thì em đang ở quận Thủ Đức. Em là nhân viên văn phòng cho một công ty may mặc ở quận 12. Bến Tre là huyện nào? Dạ, em ở Bình Đại anh. À, Bến Tre bây giờ đi qua cái cầu thôi là đã tới Trà Vinh rồi. À, nó cũng có sự kết nối xưa đi rất là khó. Dạ, Bình Đại xa lắm anh. Từ cầu Cổ Chiên mà đi tới Bình Đại tầm khoảng 60 cây số anh. Trời ơi, ta nói tình yêu nó gần vậy. Dạ. Tình yêu mình phải nói như vậy cho nó động lực. Dạ. Nghe không? Lộc cho biết rõ hơn về công việc của Lộc đi Linh. Thì bán thuốc thú y thôi chứ có dạ, gì đâu. Dạ, em bán thuốc thú y. Chữa bệnh cho động vật không? Dạ có à cô. Em làm gì? Dạ em chuyên thì chị điều trị bệnh trên bò, heo, gà, vịt, chó, dê. Em là em học y. Dạ em là bác sĩ luôn ạ. Mà bác sĩ thú y đúng không? Dạ mà bác sĩ thú y ạ. À. Dạ. Bác sĩ thú y dưới quê là đi chích heo nè, đi làm cho để dạ. Tư vấn cho người ta nuôi heo sao cho tốt nè, dạ, đúng heo tốt nè, dạ. Rồi cấy tinh heo nè, đúng không em? Dạ đúng rồi anh. Thôi nghề này giờ ngon lắm nha. Bạn gái ơi, bạn ở Bình Đại mà ở bạn ở xã nào bạn? Em ở xã Phú Thuận. Phú Thuận, dạ. Có sơ xã đó chích heo lần nào chưa? Dạ có đi ngang. Dạ tại hồi xưa em làm bên nhân viên thị trường á anh. À. Đi cho công ty thuốc á anh. Rồi về em làm riêng cho mình. Dạ đúng rồi anh. Ồ làm riêng cho mình là tốt lắm. Làm riêng thì khỏe. Mình nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi cưng. Nói về điểm mạnh á, em là một người thẳng tính và em biết nấu ăn. Còn về khuyết điểm á,
thì nhiều lắm chị. Em không có khéo tay, em dễ tin người, nói chung là cũng dễ bị lừa. Em không có được dịu dàng, đôi khi cũng nóng tính. Thì em không có được lanh lẹ, nhạy bén trong giao tiếp. Rồi còn chấm sao rất là nhiều nữa. Em có mấy mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình. Một mối tình thời sinh viên được chắc khoảng 1 năm. Rồi sau mối tình thứ hai thì được khoảng 2 năm. Mối tình thứ ba là gần nhất đây là cũng được khoảng 2 năm. Dạ. Mà lý do chung nhất cho sự chia tay của hai mối tình sau là gì? Dạ, mối tình thứ hai á thì do cái người đó ghen tuông quá. Rồi dạ. Đó. Còn thứ mối tình thứ ba á, giống như là tụi em á, có quá nhiều khoảng cách. Khoảng cách về địa lý, rồi về lối sống, về suy nghĩ. Cái anh đó đó rất là giỏi nhưng mà cực kỳ khó tính, tự ái thì rất là cao. Tụi em không thể nào tìm được tiếng nói chung thì mà có nghĩa là chia tay là vì anh quá khó tính hay là vì yêu xa? Không có yêu xa, ảnh ở đây nhưng mà cách nhà nó xa, anh ở miền Trung lận. Ừ, nhưng bây giờ em có sợ yêu xa không? Dạ không. Không sợ phải không? Dạ. Ok, đó, bạn trai yên lòng chưa? Dạ, tôi gài câu rồi. Đó tôi gài được cái câu mà có sợ yêu xa không á. Dạ, Bến Tre cũng không có xa lắm đâu cô ơi. Không, nhưng mà người ta ở thành phố. Hiểu không? Dạ, ta đang làm ở quận 12. Dạ. Anh nghĩ về Trà Vinh, Trà Cú là ngon nhất, về làm chủ. Ừ, đó, hai tính tự bằng bạc đi nha. Dạ. Rồi em sao? Mấy mối tình rồi? Dạ, em có 3 mối tình ạ. Mối tình thứ thời sinh viên á. Còn mối tình thứ hai trong quá trình ra trường rồi, cái mình tìm được việc làm á. Bạn đó chê... nhưng cũng không hợp tính á. Còn mối tình thứ ba này... như quen nhau mà không biết gì về người đó hết trơn á. Nhà cũng không biết mà... người thân cũng không biết, em cũng chia tay luôn. Em có điểm mạnh điểm yếu gì Lộc? Dạ, điểm mạnh của em thì siêng năng, nhiệt tình. Miễn mà nhận việc nào thì làm cho hết việc đó. Dạ, điểm yếu của em thì dễ tin người. Rồi nhiều khi mấy đứa bạn nói chơi chơi, em tưởng thiệt em làm theo. Mấy đứa bạn nó cười quá trời. Bên đây cũng dễ tin người lắm nè. Dạ. Em có khó tính không? Dạ không, em cũng dễ à chị. Sao xin phép cho em hỏi bạn trai một câu ạ. Bạn trai bạn có biết nhậu không? À, nhậu thì có biết nhưng mà chỉ khi nào đám tiệc, đám giỗ hay là tiệc gì đó mà lâu lâu bạn bè hội ngộ lại thì uống 2-3 ly gì đó. Tại theo cái duyên nguyện của ba em trước khi mất á, là ba nói nếu mà ai mà không nhậu á là ba không có gả. Trời ơi, cầu xuống quá. Nhưng còn một cái nữa, mẹ thì lại nói á, ai mà ăn nhậu bê tha quá mẹ cũng không gả. Nên cuối cùng là em ế tới bây giờ. Thành ra 33 năm rồi là mình vẫn ở không vậy đó phải không? Vấn đề vậy là giờ do em. Bây giờ em thích nhậu hay là không nhậu? Em thích biết nhậu, nhưng mà nhậu có điểm dừng. Chứ là nếu mà không biết nhậu thì em nghĩ cũng khó khăn lắm chị. Tại bây giờ còn phải giao tiếp nè, rồi bao nhiêu thứ nữa. Nếu mà không biết nhậu đó, thì nó anh nhậu ít mà, anh uống có mấy ly à. Nhưng mà về nhà em sẽ được luyện lên đô. Lên đô. Dạ, các anh rể của em nhậu cũng mạnh lắm. Và anh rể trước khi đi nói là phải nhớ hỏi bạn trai đó có biết nhậu hay không nha. Không nhậu là anh cũng không có việc cho vô đâu. Trời ơi, không rể vậy luôn hả? Điều kiện cũng dễ quá ha. Rồi bây giờ em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ, về ngoại hình á thì cao khoảng trên 1m65. Nhan sắc á thì chắc cũng dễ nhìn. Nếu mà anh đó có thể có được cái sống mũi cao á thì càng tốt. Giống ai trong showbiz không? Có thích, có thấy giống ai thích em không? Cần không? Thấy thích hợp với em là được rồi. Chỉ có cần... trong mắt em đẹp là được rồi. Không... anh là anh là được rồi. Sống mũi cao đúng không? Nãy tôi cũng thấy cao á. Dạ. Rồi còn gì còn, nữa? Còn tính tình á thì đàn ông 100%. Đàn ông 100% đối với em là đàn ông tính đàn ông. Tại vì sẽ có đàn ông tính đàn bà. Nên là đàn ông 100% phải là đàn ông tính đàn ông. Ví dụ đàn ông tính đàn bà là như thế nào? Là có là thể tính là gì là tính đàn bà theo em? Xôi mối để ý kêu kiệt, rồi kêu kiệt. Bao nhiêu thứ đó. Rồi anh đó thì lo làm ăn, tính tình thì biết quan tâm chia sẻ, kính trọng người lớn, yêu trẻ con, tuyệt đối phải giữ chữ tín, nghiêm túc và không lăng nhăng. Vậy anh Linh, anh hỏi em là em có về Trà Cú mở văn phòng em chịu không hay là làm chủ? Cái đó là còn phải bây giờ không có nói được chị. Chắc ở đâu không quan trọng, ở đâu mà làm có tiền, ở đâu mà làm giàu được là mình cứ ở. Dạ. Vấn đề chỗ là mình có hợp với nhau không thôi. Nãy giờ cô đó nói những cái tiêu chí đó. Dạ. Mình cảm giác mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Chắc cỡ 90%. Tự tin ghê luôn. Em có phải là một người đàn ông bản lĩnh đàn ông, một người đàn ông không có tính đàn bà không? Không, đàn ông tính đàn ông chứ. Có một chút xíu là đàn bà không? Dạ không luôn. Em cực kỳ quan trọng lời hứa. Thà đừng có hứa, nhưng mà khi là đã hứa với em rồi
thì 99% phải thực hiện, 1% còn lại là em coi như đó là cái nguyên nhân bất khả kháng thôi. Còn cái thứ hai á là về vấn đề thời gian, em ghét nhất là trễ hẹn, dù trễ một phút cũng không được. 99% dạ, hứa là phải làm. Dạ hứa phải làm. Được không? Dạ được chứ anh. 99% là phải đúng giờ. Dạ đúng. Nhưng mà nhiều khi đi dọc đường kẹt kẹt chạy xe nó cán lên làm sao? Không, cái đó là nguyên nhân bất khả kháng mà. Bây giờ anh có điện thoại mà. Chứ cầm cái điện thoại lên nó và anh bị kẹt xe, anh bị hư xe hay là như thế nào đó, nửa tiếng, một tiếng, thậm chí chờ cả đời cũng được. Chỉ còn anh nói một tiếng. Chứ em ghét nhất là im lặng rồi cứ trễ dây dưa trễ giờ này qua giờ kia. Đúng đôi không? Khi có những việc người ta cũng không thể báo được thì sao? Nhưng cái điện thoại hát biên là sao em? Tới đó là tùy cơ ứng biến anh. Đó, lỡ đang đi đỡ đẻ heo rồi sao? Heo nó đang đẻ lo, heo không, đẻ muốn chết luôn. Đỡ đẻ heo á là tới đó đâu có hẹn em nữa. Không có hẹn, thí dụ giờ đang nè, đang hẹn em, ví dụ hẹn em là 5 giờ chiều mình sẽ đi xem phim. Ha, cái 5 giờ bên kia nó có heo tôi chuẩn bị đẻ ơi, bác sĩ qua giúp giùm. Thì ta phải qua giúp dạ, giùm dạ, heo. Đúng rồi anh. Đúng không? Đúng rồi. Qua rồi lúc đó lu bu rồi lúc nó đẻ đâu phải đẻ 1-2 con, nó đẻ dạ, cả mười mấy 20 con. Lúc đó tùm lum tùm la rồi sao lượm điện thoại được đúng dạ, không? Dạ đúng rồi anh. Xong rồi thì cứ điện thoại. Hoặc là trước xong khi rồi đi vẫn thì cứ điện thoại. Đúng điện rồi, thoại trước khi đi vẫn em nói một cuộc gọi chỉ còn có vài phút thôi mà. Ở nói bây giờ anh có việc gấp hay là như thế nào đó giải thích. Em rất là sẵn sàng lắng nghe. Nghe ngược được chứ anh. Heo đẻ cũng phải giải thích nha. Dạ đúng rồi anh. Em muốn tìm một người bạn gái thế nào? Cao khoảng từ 1m45 đến 1m7 à. Dư. Có dư luôn á. Tóc thì dài khoảng cỡ ngang vai thôi. Dư luôn. À, hình chiếc lá. Tóc hình chiếc lá nữa. Cái tóc này là tóc hình chiếc lá. Trời, muốn chiếc gì miễn có anh ta làm ra được chiếc đó luôn. Đơn giản vậy thôi anh. Em hơi dữ xíu, hơi đánh đá xíu. Thậm chí là con bé trong công ty nói là em nghe cái tiếng chị là em biết chị đánh đá rồi. Nghe cứ tưởng dữ nghe lắm nhưng mà em cũng không có dữ lắm đâu. Dữ vừa vừa thôi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị thứ hai, với mấy chị cùng sớm. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bên nhà trai với chào mấy em ở đây. Em nhận xét về em trai này thì cũng hiền, thật thà. Thì thôi hai đứa cho nhau cơ hội để từ từ tìm hiểu. Theo em là như vậy. À, dạ. Thấy được ha. Dạ. Trai hiền quá ha. Dạ hiền. Hiền hơn là gái luôn á. Đúng rồi. Theo em vậy á. Đúng rồi liền luôn á. Bên nhà trai đi với ai? Em trai đi với ai? Dạ em đi với bạn em ạ. Chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào tất cả quý khán giả ở đây. Em thì có nhận xét là bạn gái bên đây cũng rất là dễ thương. Tất cả có thể hợp được với anh Lộc ạ. Mà hy vọng là có hai người có thể cho nhau cơ hội. Rồi, mở rào. Bắt đầu đi. Nhìn nhau nhận quà tặng quà nào. Chào em. Anh có bông hoa với cái nón lá ạ. Cái này là nón tặng em, bó hoa này. Còn nón lá này là đặc sản quê anh à. Một tình cờ là em lá. Đi chợ đó em thấy có một số cô gái đội nón lá nhìn thấy cưng nên em mua tặng vậy thôi. À vậy đó hả? Đâu là anh thử cái gì không? Này là cái tờ giấy gì đây? Ồ, cái này để lát nữa em đọc cho bạn nghe. Hợp lên không? Giống như đứng bánh tre chưa anh? Chưa. Này phải cải tạo là chút không, xíu tóc cái này tai thì quần áo mới hợp. Anh ơi, mặc áo bà ba mới hợp anh. Đúng rồi. Đây là cái áo em tự may. Đối với một cái người thợ may bình thường á thì người ta chỉ còn 3 đến 4 tiếng á, là người ta đã may được nó rồi. Còn em á, thì phải mất tới 3 buổi tối ở lại tăng ca mới may được. Nói chung là nó cũng không có được đẹp nữa. Nhưng mà em nghĩ là nó sẽ có ý nghĩa rất là nhiều. Em hy vọng là anh mở sẽ thích nó. Cảm ơn em. Mở luôn. Thử đi, ướm đi. Đưa đây. Hoàng wow. Thử ướm áo. Cái này chắc để dành mặt đi dự tiệc. Tiệc cưới rồi, đẹp quá. Đẹp đó. Nghe. Lộc có lá thư gì đó. Dạ em có bài thơ ạ. Từ khi nhận cuộc gọi á, là cuộc gọi nhắc 10 giờ mấy đêm là em thức tới 3 đêm rồi đó. Cũng mới ngẫm cách đây chừng 2 tiếng à. Rồi ngẫm sao đọc coi. Ngâm thơ anh vốn không mê. Quên rồi. Phải có quyền trợ giúp chút. Ngâm thơ anh vốn không mê, nhưng vì hội họp nên viết vài dòng. Đêm dài ngâm ngợi cho qua, vừa ngâm vừa đợi đến ngày gặp em. Gặp rồi anh mới ngỡ ngàng, thấy em hơn cả mong đợi của anh. Còn lá thư nữa là gì nữa? Cái lá thư dạ. Cái đọc đi cưng lắm. Dạ không, cái này là em chỉ mong một cuộc sống đơn giản thôi. Anh đọc giúp em đi. À, em cũng quá. Sáng anh có việc phải đi, em ở nhà coi tiệm.
anh đi làm xong việc, anh về sớm thì em đi chợ mua đồ ăn, em về làm cơm cho anh ăn nhé. Anh đi làm về trễ, em đóng cửa tiệm, em đi chợ mua đồ ăn về nhà, vừa làm đồ ăn vừa coi tiệm bán thuốc, thức ăn cho người ta. Ca nào khó quá thì alo cho anh nhé. Trưa anh đi làm về, anh có cơm ăn. Ai kêu chở thức ăn thì anh đi, không ai kêu chở thì anh ngủ trưa, em đi rửa chén. Chiều tối em lo cơm chiều, anh đi làm về, anh có cơm ăn. Trên đường đi làm về, em muốn ăn gì thì nói, sẵn đường đi xa, anh mua bất cứ gì cho em muốn ăn. Tối về, hai đứa mình cùng tắm chung em nhé. Tại vì anh lao động ra nhiều mồ hôi, đất bám trên lưng, anh không thể lấy tay kỳ được, em kỳ cho anh nhé. Ăn cơm tối xong, em lại xem lại hàng hóa, xem cái nào sắp bán hết, cái nào còn, soạn đơn hàng cho tiếp thị của công ty giao hàng hàng cho anh nhé. Đêm khuya hai đứa ôm nhau ngủ. Tôi đã dừng được anh, tôi đã dừng được anh, dừng được anh ơi, dừng được anh. Không không, dừng được anh ơi, dừng được anh ơi. Không, hai đứa ôm nhau ngủ. Dừng được anh. Thôi dừng đi. Em gái cảm nhận thế nào? Cái bài thơ mà của anh á, nó gần như là nó mô tả rất là thực tế về cái cuộc sống, gần như là nó sát luôn á, nó sát mà đến từng chi tiết. Tại vì anh làm nghề đi chích đó, nhiều khi vô mấy chuồng trại đó họ dơ đó, rồi đất bám bụi dính trên lưng là mình tay mình không có giới tới được á, cho nên cần một bàn tay kia. Sao nó thật tin từng chi tiết rồi sao em? Văn. Mà sao thấy là toàn là em nấu cơm rửa chén không vậy? Nhưng khi nào em bận thì anh nấu cơm, em rửa cao này kia cũng được. Tại vì em hỏi là anh có biết nấu ăn hay là... À biết chứ em. À biết. Tại anh tự lập từ nhỏ nên anh biết nấu ăn, tự nấu ăn mà. Giống như là anh có phụ đỡ đần đứa em việc nhà không? Tại nay em thấy trong đó là toàn là em được chứ em. Rửa chén như nấu cơm thôi mà. Nhưng nhiều khi em bận á thì anh rửa chén, giặt đồ. Trong cái tâm nguyện này á là mình đọc là mình hiểu là bạn này sẽ đi làm suốt ngày á. Công việc của anh là nó có việc suốt ngày hả? Nhiều khi anh đi dọc đường cái chưa làm bài này xong cái người kia gọi. Trên đường đi chưa xong cái người khác gọi. Phải đi hoài vậy đó. Có gọi lúc nửa đêm không anh? À có chứ em. Cái chuyện đi đêm là anh thường say đi đêm luôn em. Nhiều khi anh đang ngủ cái có cuộc gọi người ta gọi anh. Ừ Lộc ơi, bò để không ra Lộc ơi, mày lại cứu giùm. Anh chạy như xe cấp cứu với em. Bò đẻ cũng gọi, ai đẻ cũng gọi. Không ai chắc phải vô bệnh viện anh. Tại vì người ta em không đỡ không được. Anh nghĩ rằng đây một chàng trai là rất là kiên nhẫn luôn em. Và chịu khó nữa. Anh thì hay đi đêm, nhưng mà em cũng đừng có ghen. Tại vì cái đó công việc của anh rồi. Anh ai đi ghen chứ thú ông ơi. Không, nhiều cô nghĩ mình đi đêm chắc đi với bà này bà kia cô có kia. Đâu biết mà. Ý của anh là anh lo vòng ngoài, còn em thì em lo vòng trong. Toàn bộ là em nắm hết luôn. Còn đó. Hiện tại bây giờ là vòng trong vòng ngoài anh đều lo hết. Anh lo thêm cha mẹ nữa. Cũng hơi đuối. Vậy là bây giờ là nhất quyết là em phải về là em phải ở cái nhà đó. Cũng phải cũng... buôn bán đó chứ không thể là mà thuê một người nào khác hay là em đi làm. Không. Em cũng có thể đi làm nhưng mà làm những việc bán thời gian em, rồi những việc như bán hàng online cũng được. Nhưng bắt buộc em phải quản lý cái cơ ngơi đó. Em là chủ gia đình đó. Anh chứ đi chích heo đẻ, đỡ bò đẻ rồi anh về thôi. Em cho anh hỏi các em, từ thành phố Hồ Chí Minh mà về Bến Tre em có thường hay về rồi không? Tầm khoảng 2-3 tháng gì đó, có gì thì em về thôi. Dạ. Vậy một tháng mình gặp nhau một lần được không em? Gặp ở đâu? Bến Tre. Là em phải về Bến Tre. Tại... Anh qua Bến Tre. Ừ. Vậy em hỏi là nếu mà em không về Bến Tre thì là em ở thành phố thì liệu một tháng như vậy là gặp nhau được mấy lần? Đúng rồi, anh có lên được không? Lên được, nhưng mà chắc một tháng mình lên một lần được. Tại em phải sắp xếp việc ở cửa hàng á. Rồi nhiều khi cũng có việc bất chợt này nọ. Để em hát một bài ạ. Hát bài hả? Dạ. Thay lời muốn nói hả? Dạ. Đúng không? Thay lời muốn nói đúng không? Tình cờ anh gặp em trên chương trình bạn muốn hẹn hò. Tình mình như đôi quyên ngôi người ơi, em là tiên nữ trong đời. Mình cùng ước sẽ mãi mãi bên nhau người ơi. Trọn đời này chẳng tiếc nuối, dù cho nhân thế đổi rời, dù bão tố cũng chẳng cách chia người ơi. Rồi, được rồi.
Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Quyết định bằng chính con tim của mình nha, không vì bất kỳ điều gì cả nha em gái. 1 2 3. Hết thời gian. Hay quá trời. Chị cảm ơn em. Ôi, kinh quá à. Bấm rồi còn nhìn gì nữa. Tim đỏ ao nè. Trời ơi, chị nói thiệt á, cái hôm đầu tiên xin chị ơi, cho em hôn một cái ạ. Ừ, đó. Đó. Thì tình lắm đó. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Gửi tặng đến bạn nữ bộ 3 sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa Carrer. Vanessa Carrer là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc, được chiết xuất từ hồng sâm, mang đến cho bạn một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FLVKTVN. Hẹn giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Chúc hai bạn sớm sẽ tìm được tiếng nói chung và chúng ta sẽ góp gạo thổi cơm chung. Rồi, em cảm ơn anh Quyền Linh ạ. À. Em cảm ơn cô Quyền Hồng Vân ạ. À. Rồi, cảm ơn cưng. Dạ. Nào. Hồi nãy á, ông trong đầu ông nghĩ là cô gái có bấm không? Tôi nghĩ rằng sẽ 50, không bấm. 50 không? Sẽ không bấm. Trời ơi, Vân là 50-50 đó. Bởi vì á, Vân cứ lắng tai Vân nghe mà. Vân nghe cái tiếng cạch một cái. Trời ơi, trời Vân mừng dễ sợ. Đôi khi là mai mối mình đặt mình ở họ thì mình sẽ không bấm. Nhưng khi phân tích ra tất cả mọi thứ, khi nói chuyện á, thì người ta sẽ cảm nhận được và có một chút gì đó, tin vào điều đó. Họ đã bấm rồi, chúc họ sớm đem thiệp cưới đến gửi chúng tôi như bao nhiêu cặp khác. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi tiếp theo. Súng thanh nhiệt Live Cool giúp cho người nóng trong nhiệt miền mệt mỏi, sức đề kháng kém, nhiệt lâm thiền uống liền Live Cool. Mối tình chính là hai thôi, một là thời sinh viên và hai là mới ra cách đây khoảng gần 3 năm, quen cũng được hơn 1 năm. Cái bạn á, bạn cũng gia trưởng quá, cứ nói em làm cái này làm cái kia, em không thích như vậy. Gia trưởng hả? Dạ. Tính có gia trưởng không tính? Dạ không. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em nếu mà nói ra tính là được 2 mối tình, nhưng mà một mối tình sinh viên cũng tầm khoảng 1 năm. Còn mối tình mà nó lâu nhất em là kéo dài gần 6 năm. Xin mời gia đình nhà gái. À, em ngồi đi. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Rồi, mình giới thiệu về bản thân chút đi nào. Em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, bạn nam bên kia và quý vị khán giả có trong trường quay. Em tên là Nguyễn Thị Phương Chi, năm nay em 30 tuổi. Quê em thì ở Bình Phước, mà hiện thì gia đình em đã dời vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống rồi. Em làm nhân viên kinh doanh cho một công ty dược phẩm. À, rồi xin mời nhà trai kìa. Đầu tiên em xin gửi lên thăm anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và nhà bên gái và toàn thể quý vị khán giả ở trường quay một lời thân thương. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Trung Tính, quê quán em là ở Tiền Giang, hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay em 32 tuổi. Tính làm gì Tính? Dạ, em làm bên giấy tờ, bên khai báo xuất nhập khẩu hải quan anh Linh. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì hả Tính? Dạ, điểm mạnh của em là chơi được tất cả các môn thể thao, có trách nhiệm với cuộc sống, với hiếu thảo với ba mẹ. À. Dạ. Rồi có điểm yếu gì không? Dạ, điểm yếu của em là em hơi hồi hộp trước đám đông, nhất là bạn nữ khác giới. Có một điểm yếu duy nhất đó thôi đúng không? Vậy dạ. Thôi. Mình nói về điểm yếu, điểm mạnh của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em thì em cũng biết nấu ăn, biết làm việc nhà, nhất là lau nhà rất là sạch. À, điểm yếu của em là hơi sợ bóng tối. Là sợ ma đó hả? Dạ đúng rồi. Ma em thấy lần nào chưa? Dạ em chưa, mà em tưởng tượng thôi à. Chưa dạ. Có thấy con gì mà sợ ma không biết sao. Tôi cũng sợ vậy ông nội. Tôi cũng sợ hơn nữa. Ờ. Dễ bị dụ, hay cho bạn mượn tiền mà không có hồi âm. Ờ.
rồi còn điểm gì nữa không? Có cái tật gì không? Dạ, có khi hay móc mũi chứ thôi. Móc mũi hả? Dạ. Ai không móc? Chị cứ móc, ngứa là phải móc thôi. Ngứa dạ. là phải gãi thôi à? Không phải, nhưng phải coi lại móc ở đâu. Móc trong nhà này kia được chứ ai đâu ngoài đường rồi xá. Ra ngoài đường mà ngứa quá cũng phải móc thôi. Rồi được lấy tay em che lợi cân nè. Bữa tôi thấy ông Quyền Linh móc mũi á. Đâu? Có tin không? Đời nào làm cứ gãi thôi. Thôi giỡn cho em bớt căng thẳng dạ. thôi nghe. Mình có mấy mối tình rồi chi? À dạ, em thì mối tình chính là hai thôi. Một là thời sinh viên và hai là mới là cách đây khoảng gần 3 năm. À, dạ. mới chia tay gần 3 năm. Mới chia tay quen được bao nhiêu năm thì chia tay? Dạ, quen cũng được hơn 1 năm. Cái bạn đó, bạn cũng gia trưởng quá. Cứ nói em làm cái này làm cái kia. Em không có thích như vậy. Gia trưởng hả? Dạ. Tính gia trưởng không tính? Dạ không. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em nếu mà nói ra tính là được 2 mối tình. Nhưng mà một mối tình sinh viên cũng tầm khoảng 1 năm. Còn mối tình mà nó lâu nhất em là kéo dài gần 6 năm. 6 năm luôn? Dạ. Người đó ở đâu? Dạ, ở Bình Phước. Lý do tại sao chia tay? Tố chất công việc của em là nó theo cái lịch tàu. Nó giờ giấc, nó không có cố định. Thì bạn đó kiểm soát quá nhiều và không có tôn trọng em. Là cho em là đi chơi thế này thế kia. À, bây giờ là em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả Tính? Em cần tìm một nửa yêu thương cho em đó là đảm đang, chung thủy. Mình có đảm đang, có thủy chung không? Dạ, đảm đang thì cũng có một xíu. Em cũng biết nấu ăn, việc nhà thì cũng biết làm. Ừ. Chào em gái dễ thương. Dạ, chào mặc anh Quyền Linh. Mặc áo ngọt ngào dễ xạo luôn. Đó. Trời ơi, ở bên đây á, đàn trai cũng hiền nha. Dân Tiền Giang tôi hiền lắm, dễ thương. Hiền gì? Trời ơi, cá nhân quá. Cá nhân quá nhiều. Không phải cá nhân mà đa số là vậy đó, thấy không? Em gái, dạ. em muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Dạ, em thích một người đàn ông hả? Gọn gàng xíu, đó. Thích chơi thể thao. Ừ. Ê, đây bông nào cũng biết. Dạ. Cao trên 1m7. Này chắc gần tới thôi. Vậy hả? Mang dài lên khúc. Cũng sao, chuyện cao không thành vấn đề luôn. Dạ, biết hiếu thảo với ba mẹ. Dạ, đừng có gia trưởng quá. Không gia trưởng. Không gia trưởng, dạ, dân Giang không có gia trưởng. Không. Giang thật thà lắm. Với lại là em thích mấy người mặc đồ phải hợp tí xíu. Ví dụ như là mang giày tây và mà mang quần jean á là không có hợp. Là em không thích, không thích vậy. Phải không? Mặc quần jean thật ra gì hết đồ ông chứ ai mà. Rồi sao? Chào cưng. Chào chị. Em nghe qua cái âm, cái chất giọng nè, thì em cảm nhận về cái người phụ nữ bên đây như thế nào? Có hợp với lại cái suy nghĩ của em không? Em cảm nhận cái giọng thì dễ thương. Ừ. Rất là ok, theo linh cảm của em. Em linh cảm cái người đàn ông bên đây có đúng với cái suy nghĩ của em không? Cái mong muốn của em không? Dạ, chắc em nghĩ là có mang áo sơ mi. Yes. À, giày tay. Yes. Đừng nó mặc quần jean. Tay đeo nha. Đồng hồ. Tay có đeo đồng hồ. Oh, yes. Rồi gì nữa, quần gì nè, quần gì? Giày tay thì phải mang quần tay rồi. Chưa đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chắc. Màu gì? Dạ, quần tay có thể là màu xanh hoặc là màu đen. Yes, rồi áo màu gì? Dạ, áo có thể, em nghĩ là màu trắng. Cho em màu nữa đi. Màu nổi nhất á. Màu hồng. Màu hồng là anh Quyền Linh. Ông nội đó mê màu hồng với màu tím lắm. Nhưng mà không, cái màu của em thì cũng tự tựa cái màu trắng, màu xanh đó em. Xanh hy vọng đồ này kia nọ đó. Anh đến đây là anh hy vọng phải mặc màu xanh. Hai bạn này hiền từ nè. Phải nói là cũng hợp với nhau, nhẹ nhàng, thấy không? Chúng ta hỏi ý kiến người thân đi. À, bạn gái đi với ai? Dạ, em đi với mẹ em với lại hai cô. Ôi, với lại 500 anh em của em. Trời đất ơi, một đại gia đình nhà gái ngồi bên bển á. À, xin mời mẹ của bạn gái. Anh xin chào chương trình, chào Hồng Vân. Chào chị. Chào anh Nguyễn Linh, chào gia đình nhà trai, cô chào con. Chào chị mẹ. Chi là nó lớn tuổi lý do... ham làm quá làm biết là không lo lấy chồng. Cũng có nhiều người thương mà nó không chịu. Bình Phước cũng có nhiều người để ý. Yeah. Bạn của cô cũng đòi làm mai mà nó thôi con có lo làm giàu. Mẹ nói là hy vọng cho hai đứa con cho nhau cơ hội. Mẹ chỉ mong vậy thôi. Nhưng mà nếu mà được thì khoảng chừng nào cô có thể gả con gái của mình lúc được? Nào cô cũng gả được hết đó. Hay quá. Rồi lúc nào cũng được, miễn là tụi nó ưng nhau là được ha. Rồi cảm ơn nhà gái. Mời nhà trai. Em đi với ai? Dạ em đi với mẹ em, với cô Út, dưỡng Út của em. À, cũng có mẹ với cô luôn. Trời, cũng một dưỡng luôn. Đại gia đình luôn.
Xin chào chú Quyền Linh với cô Hồng Vân. Xin chào khán giả trường quay. Tôi đây là mẹ Trung Tính. Ngày nay là được cơ hội lên tới trường quay là tôi cũng mừng. Là cũng như là chờ cho hai đứa cơ hội sau này hạnh phúc cũng mừng. Nhưng mà thấy dâu tương lai mình có hợp với mình không? Bây giờ mẹ nhìn thì giờ thấy cũng dễ thương, dễ mến. Để hai đứa tìm họ tìm hiểu lâu rồi sao biết sao. Bây giờ quan trọng là hai đứa thôi. Đúng rồi. Mở rào đi rồi cùng nói chuyện để xem có hợp nhau không nha. Mở rào. Bắt đầu đi tính. Rồi, quay qua nhìn nhau nè. Chào em. Rồi nè, mình nhận quà rồi, rồi mình trao quà nè. Anh đến với chương trình anh có món quà anh tặng em. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Anh mở nha. Dạ. Em thì em thích bạn nam mang cái vớ vải hộp với lại cái bộ trang phục. Nên em tặng cho anh đôi vớ với lại mấy cái khẩu trang. Rồi, cảm ơn em. Sao bạn trai tặng gấu bông, nói bạn gái biết đi. Dạ thì ý nghĩa của gấu bông là em chọn con thỏ là dễ thương, hiền. Em thấy hợp với bạn nữ, em tặng vào bạn nữ là vợ tương lai của em. Rồi. Với món quà thứ hai mà anh muốn gửi tặng cho em, đó là một cái đồng hồ. Hợp dễ sợ luôn á. Rồi, hay. Cái ý nghĩa là em tặng cái đồng hồ là tượng trưng cho thời gian, mà tất cả các thời gian trong cuộc đời còn lại của anh rảnh, anh đều dành cho em. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Rồi bây giờ mình bắt đầu trao đổi nào. Cảm giác của em lần đầu tiên gặp dạ, anh. Dạ, em thấy anh cũng hợp với phong cách mà em thích. Anh thấy em thế nào? Em thì thấy dễ thương, anh thấy hiền. Những gì mà linh cảm mà anh thấy thì khoảng 90%. Cái công việc của em là, hồi nãy em nói là về mảng kinh doanh, là cụ thể là sao em? Dạ, em làm như sale vậy đó. Em bán thuốc cho cái nhà thuốc anh. Theo nghĩ là thấy sale, bộ phận sale là thấy tiếp xúc khách hàng rất nhiều. Dạ đúng rồi. Nếu như mà anh tiếp xúc nhiều quá mà anh ghen thì em có gì không? Ghen vài mức độ nào đó thôi chứ. Chứ nói chứ anh thì anh không ghen đâu. Quan trọng là do đối phương tạo cái lòng niềm tin thì mình cứ thoải mái. Anh thì anh cũng rất là sợ ghen, nhưng mà trong tình yêu vợ chồng là phải có ghen. Nhưng ghen là như thế nào? Ghen là phải đúng. Ghen phải mới lâu đúng được chứ. Nó chứ không phải là ghen một cách mù quáng, anh không thích. Dạ. Em thôi có... bây giờ các bạn nói với nghe một chút xíu về những cái tật xấu của nhau đi, để coi thông cảm với nhau được hay không. Cái tật xấu của anh thì anh hay ăn đêm. Với thứ hai thì anh ngủ thì anh cũng hay gác, hay ôm. Với cái nữa là khi mà anh căng thẳng á, chẳng hạn như anh gặp một cái người mà phụ nữ khác giới á, lạ đám đông, anh nói nó hơi vấp, nó không được suôn sẻ, nó không được trôi chảy. Gặp em anh có căng thẳng không? Anh gặp em nãy giờ thật tất là anh không căng thẳng. Hôm nãy giờ anh nói suôn, hồi nãy là chưa mở rào á, anh thấy vậy. Dạ. Rồi cái chuyện mà nó hay gác hay ôm đó, chịu được không? Em thì em cũng vậy, em mỗi lần ngủ em phải nhiều thật nhiều gối lên, em gác cho em sướng vậy đó. Giờ đâu cần gối nữa đâu. Được rồi đó, hai đứa cũng thích như bạn, sở thích giống nhau rồi đó. À, tật xấu của em hả? Lâu lâu cũng lười lắm, nằm ở nhà bấm điện thoại không vậy đó. Thôi em cứ yên tâm đi, khi mà hẹn hò có anh rồi, anh không cho em lười đâu. Em tiến tới nắm tay bạn gái, nắm hai tay nhìn vào mắt bạn gái, hát tặng bạn gái, nhìn thẳng một mình bạn gái thôi, đừng nhìn ai chứ. Anh đến ở đây là anh sẽ hát tặng mà em một bài Yêu Em Dài Lâu của nhạc sĩ Đức Huy. Em như cơn gió thu bay bay nhẹ nhàng, đưa anh đi tìm vần thơ, qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nghe trong lòng đang mơ mơ. Mơ ôm em trong tay đêm nghe thì thào, cho báo tố về là chim bao. Xin yêu em tha thiết như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Anh muốn yêu em dài lâu.
Anh muốn yêu em đậm sâu. Anh đã thương em từ lâu. Anh muốn yêu em dài lâu. Thôi được rồi, cái này là quá chân thành. Thôi, rồi hai đó. Bạn về vị trí ngồi đi. Có rung động, có quên, có bối rối là có tình yêu. Detox không khí từ trong ra ngoài. Chúng ta để tay vào nút bấm các bạn. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình thì đừng ngần ngại bấm ngay cái nút đó. Còn nếu cảm giác là không phải, không cần bấm, để nút bấm đó cho nhiều người khác. Chuẩn bị. 1 2 3. Chúc mừng. Bây giờ chính thức ta hẹn hò nhau rồi. Bạn trai xin phép với lại gia đình bạn gái cho phép tụi con hẹn hò với nhau bắt đầu từ đây. Con xin hứa điều gì đó? Dạ, con xin phép bác, cô cho con ngày hôm nay đến đây là một cái duyên với em, cho con được hẹn hò. Và nếu được nên duyên thành vợ thành chồng thì bác cứ yên tâm, suốt quãng con đại còn lại con sẽ chăm sóc tốt con của bác. Trời ơi, con xin phép bác cho con hôn. Rồi. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Gửi tặng đến bạn nữ bộ 3 sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa Care. Vanessa Care là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc được chiết xuất từ hồng sâm, mang đến cho bạn một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FLVKTVN. Hẹn giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Chúc các bạn hạnh phúc. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Trời ơi, dạ, chào quá. Dạ, dạ. Mời em ngồi. Xin mời nhà gái. Hôm nay hai bạn đã có mặt ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, cách cái hàng rào thôi. Mời em trai giới thiệu về mình. Cho em xin gửi lời chào tới anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân và tất cả quý vị khán giả có mặt trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay ạ. Xin giới thiệu, em tên là Phạm Văn Huy. Phạm Văn Huy. Dạ, quê ở Nam Định ạ. Bao nhiêu tuổi Huy? Dạ, em năm nay 30 tuổi. 30 tuổi? Dạ. Huy làm nghề gì? Dạ, em là sản xuất âm nhạc với lại phòng thu. Wow, vậy mời đó bạn hả? Thử. Rồi cưng, em giới thiệu đi. Dạ, em xin chào hai MC rất là dễ thương của chương trình, anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào cùng em. Toàn thể quý khán giả đã được có mặt ngày hôm nay. Dạ, em tên đầy đủ của em là Huỳnh Thị Diệu Mỹ. Năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang là bảo mẫu tiểu học tại trường tiểu học Vinschool Central Park. À, chị rất là thích nghe cái chữ bảo mẫu, tại vì con chị là nó nói về mấy cô bảo mẫu rất là đáng yêu. Mỹ dạy ở quận mấy vậy? Dạ, ở Bình Thạnh. Bình Thạnh, Bình Thạnh. Hả? Dạ. Còn Huy là ở quận mấy? Em ở quận 12 ạ. Quận 12. Dạ. Bình Thạnh ở quận 12 thì cũng không đến nỗi xa dạ, lắm ha. Em dạ. Nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình luôn đi. Dạ, điểm mạnh của em là em thích ca hát và em có thể hát bất cứ nơi đâu. Oh. Dạ, sẵn tiện. Em hát dạ. Bài nào cho nó xôm xôm nữa. Dạ được, dạ được. Để coi nhà sản xuất âm nhạc bên đây coi sao nè. Dạ dạ, vậy sẵn đây em xin tặng bạn Huy và mọi người một ca khúc cũng khá là vui. Bài Người Hãy Quên Em Đi. Dạ, em hát bài này không phải là muốn cái thằng bên kia quên em đâu nha. Ok. Dạ. Người hãy quên em đi. Dạ. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Bên kia hát chồng nếu đi. Anh không bài còn gì để vương dạ, vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa, vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đềm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên em đi. Yeah. Hay quá, hay quá. Hay quá. Được không, nhà sản xuất âm nhạc? Dạ, hay dạ. Bạn Huy thấy sao bạn? Trên đã cảm thấy là
lung túng trong người khi nghe giọng hát. Mai qua phòng thu quảnh luôn. Dạ. Rồi bây giờ em hát đáp lại bên đàn gái có coi nào. Em hát bài của anh Ưng Hồng Phúc đi. Tôi không tin nha. Rồi. Tôi không tin đời tôi có em rồi phải xa em suốt đời. Nắng ấm nơi người xa thật xa, cớ sao lại cho mưa gió nơi này. Tôi không tin tình em dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi. Đã thế nay tình tôi đành thôi, không còn nhớ đến ai. Hay quá. Thôi rồi. Bên kia hát người hãy quên em đi. Dạ. Bên đây hát bài anh không tin. Tôi không tin. Đó. Ủa, tôi coi như không tin quá. Là mình hãy quên nhau đi, mà mình phải yêu nhau đi. Dạ, đúng rồi, đúng. Em trai. Dạ. Điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là ngủ ngáy. Ngủ ngáy. Với lại hơi sợ ma một xíu. Trai mà sợ ma hả? Trời ơi, tôi tính là nói hai người mà có quen nhau rồi đến coi kịch ma bên tôi mà ông nói vậy thôi, sao tính mời được trời. Tại vì chắc một mình em thì em sợ, mà hai người không biết. Cái bữa nào thử nó sao. Đi. Dạ. Mốt mời hai bạn đến sân khấu kịch Hồng Vân. Dạ. Khu Nhuận nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ mình nói một chút đường tình duyên bên đàn gái cho đàn trai nghe đi. Đường tình duyên của em nó cũng khá là lận đận. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy sao sông rộng đường dài. Thì không, chưa yêu ai hả? Dạ. Thực ra thì đối với em lúc trước á, lúc mà em còn học, đi học trong ghế nhà trường thì em tính tình của em rất là đóng. Tức là em hơi nội tâm á. Em thích cái gì, em thích hát nhưng mà em rất là nhát. Rồi khi mà em ví dụ em có tình cảm, em thích một bạn nào đó thì em lại không có dám nói ra. Thì sau khi mà em đi làm, em ra trường em đi làm thì tự nhiên em phát triển lên, em muốn thay đổi con người em tự tin lên. Thì tự nhiên là nó bị khập khiễng đó chị. Khập khiễng lúc trước là mình không thổ lộ, quá khép kín. Dạ, bây giờ là rồi. Mình lại open quá. Mình open quá xong là over luôn. Đi over, đúng over không? Luôn. Em đi thể hiện tình cảm của mình cho những người mà em thích. Em có tình cảm hoặc là em nghĩ là người ta có tình cảm với em. Thế là em cứ thể hiện quá trời luôn. Và cuối cùng thì không có thành công được. Không thành công. Dạ, luôn. Đúng rồi, mà nói tóm lại là cái bài đó cực kỳ hợp với em. Chưa một lần yêu ai. Dạ. Nhìn về coi tương như... lai. Tức là nhìn về tương lai đó mà. Chưa yêu ai đúng không? Chào em. Dạ chào chị. Trẻ măng trẻ mẳng vậy luôn hả trời. U30 rồi chị. U30. U30 rồi. Dạ. Hả? Trẻ lắm em ơi. 30 tuổi mà trẻ em măng trẻ mẳng. Em có mối tình nói cho chị Vân nghe đi. Em thì chính thức là có hai mối tình. Một mối tình thì ngày xưa bố mẹ em ở ngoài quê á. Về quê xong rồi nhà bác á có đám cưới. Thì đêm đó em tới đó em hát một bài xong rồi tự nhiên quen luôn nhưng mà cái tình yêu nó hơi bị xa, tại vì ít gặp lắm, một năm gặp khoảng mấy lần thôi, tại vì bạn nó đang ngoài Hà Nội mà em lại ở trong nói chung này. Là yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi, yêu xa. Và mối tình thứ hai vậy cũng yêu xa. Cuối cùng là chia tay hết. Dạ, cả hai mối tình là chỉ vì yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi. Mối tình này gần nè. Bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ thì một cô bạn là tính tình hơi hiền chút. Hiền. Dạ, hiểu chuyện chút xíu rồi. Ai cũng hiểu chuyện. Bây giờ chị nói cho em nghe nè, cái người bạn gái bên đây. Dạ. Có những đặc điểm như sau. 29 tuổi mà chưa một lần yêu ai. Tinh khôi nghe. Dạ. Và có một cái nét gì đó của chị bóng hồi trẻ. À, có tuyệt vời đấy. Hơn như thế nữa thì em sẽ tự tìm hiểu. Dạ. Còn bây giờ tôi xin mời ông. Bóng hả? Bóng bóng bằng bàn. Bóng ăn cơm vàng, cơm bạc người ta. Đó, cảm gái. Cũng có răng khểnh chút chứ. Thì y chang bóng hồi đó mà lại. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, em nói cái điều em thích cho nha. Em thích một người đàn ông, đàn ông, đàn ông. Người đàn ông, đàn ông. Phải bản lĩnh đàn ông, mình phải ga lăng. Dạ, đối nhân xử thế, em thích cái chỗ đó nhất. Mình đối nhân xử thế với mọi người xung quanh. Dạ, phải... vui vẻ, em thích một người đàn ông vui vẻ nè, hài hước nè. Dạ, rồi không cần phải có tài lẻ gì nhiều đâu. Và cao đó anh, em thích cao. Cao. Cao hơn em. Bạn rồi không đó. Thích điều gì đàn ông? Em đến 55. Dạ, không sạch sẽ. Không sạch sẽ. Dạ, em thích một người phải nói là mình bẻ ngoài mình phải biết chỉnh chu, mình gọn gàng, mình sạch sẽ. Tại vì em ở nhà em là em hay làm việc nhà là em nhà em không sạch sẽ vô. Bây giờ
cho người thân góp ý kiến đi rồi mở rào ra nha. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị bạn thân của em. Em xin chào anh Huyền Linh và chào chị Hồng Vân ạ. Chào em. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Thanh ạ. Em là bạn của Mỹ ạ. Em thấy bạn trai này có hợp với Mỹ không? Ấn tượng tiên của em thì hai bạn có chung sở thích rồi em nghĩ là hai người match nhau cũng khoảng 70% rồi ạ. 70% trở lên là ok rồi. Dạ Mỹ ơi, bạn này được đó. Rồi cảm ơn em. Dạ Huy đi với ai Huy? Dạ em đi cùng với người anh trai. Anh trai đồng nghiệp hả? Đồng nghiệp. Lời đầu tiên xin cho em gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh với lại chị Hồng Vân ạ. Theo em thì bạn nữ này cũng khá xinh, nói chuyện rất là hoạt bát, và nhất là cũng có cái sở thích là ca hát chung với lại Huy, cho nên em nghĩ là hai người cũng khá là tương xứng với nhau. Rồi bây giờ thì mình mở rào cho hai bên gặp mặt để họ tự trao đổi với nhau nha. Mở rào. Hồi hộp hả Linh? Hồi hộp hả? Có gì đâu hồi hộp, coi như mình mời bạn gái vô phòng thu thu âm vậy thôi nhá. Bắt đầu đi Huy. Ủa? Chào anh có cái bông hoa tặng cho em. Dạ. Anh tự làm. Dạ anh tự làm. Cho vui. Mở ra đi, cái gì vậy cưng? Tặng gì ạ? Cái bông hoa em tự làm. Ờ nhưng mà ý nghĩa em nói ý nghĩa về món quà của mình đi. Dạ cái bông hoa này thì em tự đặt tên như là bông hoa tỏ tình. Bông hoa tỏ tình hả? Dạ tại vì em tự làm mà. À. Dạ. Đó là đơn giản thôi chứ. Dạ. Hy vọng em sẽ thích. Dạ em thích. Dạ em thích. Rồi em mở quà của bạn nữ đi cưng. Huy. Ừ, mở quà. Dạ từ từ nhanh Huy, cái chừng bất ngờ đó anh. Trời ơi, quả trứng. Vậy. Dạ. Được nhanh rất. Gì ta? Dạ. Cho phép em đọc nha. Rồi rồi. Đố anh luôn á, cái này là một tên một bài hát anh. Rất vui được gặp nhau à. Còn cái bài hát này là hát gì của ai ta? Dạ dạ. Em thuộc bài này không? Dạ em sẽ hát tặng anh luôn. Cảm ơn em. Ủa tại sao tặng trứng là rất vui gặp nhau là sao? Dạ đây là cái món ăn mà gần đây em rất là thường ăn. À. Và cái này là cái món ăn mà thường nhật giản dị. Thế nó hả? Ít dầu mỡ và nó tốt cho sức khỏe. Dạ. Ý nghĩa đó là ngon, bổ, rẻ. Em cũng rất thích trứng luôn. Vậy anh có muốn nghe bài hát không? Có, em hát thử cho anh nghe khúc. Ta nhận ra nhau trước khi gặp nhau, tự như trong tiềm thức đã từng mơ như thế. Anh và em những gương mặt xa lạ, đến với nhau bằng tâm hồn thân quen. Hay quá quý vị ơi. Ánh mắt đó chạm nhau, bối rối cứ thật lâu, để khoảnh khắc này mãi đậm sâu. Rất vui được gặp nhau, dù ngày sau ai biết sẽ đi về đâu, chỉ cần ta khẽ nói với nhau một câu trước khi mọi thứ bắt đầu. Rất vui được gặp nhau. Yes. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và chắc là tôi xin được tặng cho bạn một chút xíu âm nhạc được không ạ? Dạ được, dạ được. Bài này nghĩ là nó rất là ý nghĩa luôn. Tại vì khi mà anh đi tới chương trình này là anh đã chuẩn bị rất là kỹ. Anh trân trọng điều đó. À. Về bên nhau ta say mơ ước yêu nhau dài lâu, cố quên ưu phiền trọn đời ta sống cho tình thêm nồng. Quên cuộc đời dối trá, lòng người phôi pha, tình ta còn lâu bên mãi trong cơn mộng say. Về bên nhau ta say mơ ước yêu nhau dài lâu, nắm tay vui cười nguyện đời ta sống cho tình thêm nồng. Sẽ không còn buồn chán ngát đường tình thanh thang, và ta sẽ yêu nồng cháy quên đi ngày mai giấc mơ một cuộc tình. Wow. Hai bạn này gặp nhau cứ hát mãi rồi yêu nhau thôi, khỏi cần nói gì cả. Âm nhạc nó sẽ kết nối hai trái tim lại với nhau. Rồi thôi mình ngồi ghế mình tâm sự đi. Mình cảm nhận về nhau đi. Anh có muốn hỏi em câu gì không? Muốn hỏi em là em khó tính không? Theo như mới gặp vậy thì anh có thấy em khó tính không? Mới gặp thì không khó. Cũng không dễ khó thương à? Đúng rồi. Dạ. Cái ấn tượng đầu tiên anh nhìn là khi mà gặp anh á, em nở cái nụ cười mà chỉ làm cho mình nó bị sao xuyến luôn. Dạ. Ừ, thì đó thì nghĩa là em cũng theo anh là nhìn em là em khó tính.
Còn em... còn em nhìn anh sao? Thôi trả lời câu hỏi của anh trước. Ừ. Dạ, em là một người rất là dễ dễ tiếp cận. À. Rất dễ tiếp cận nhưng mà khó chinh phục nha. À, dạ. Vậy theo anh Huy thì quan điểm của anh về tình yêu là như thế nào? Quan điểm của anh về tình yêu thì chỉ là hai người có cảm thấy hai con tim cùng một nhịp đập. Hai con tim cùng nhịp đập hả anh? Ờ, nghĩa là hai người cùng cảm nhịp với nhau á, à, cùng cảm xúc với nhau. Dạ. Sẽ đi tiếp cái chặng đường của mình sắp tới. Dạ, nghe có qua có vẻ nó hơi sến sến anh ha. Đúng nhưng rồi. Mà sến nhưng mà thiệt. Nhưng mà nó thật em thích cái gì đó sến mà thiệt á anh. Dạ. Các bạn đã có dự định là kết hôn chưa? Em đã cái tuổi em. Này là đã suy nghĩ đến chuyện lập gia đình chưa hay là chỉ là yêu thôi? Ba mẹ của em và các bác ngoài quê á, tại vì gia đình em đã chuyển vô đây từ bé rồi, nên vô đây thì em sống thì tới 30 tuổi vẫn chưa có, nên các bác ở ngoài quê hơi bị hoang mang. Ừ. Lại bố mẹ cũng vậy, cứ hối xong em lấy vợ đi, tại vì nhà có hai anh em á, nên mẹ cứ kêu là xong lấy vợ đi, thằng em mày lấy trước. Dạ. Còn về cái quan niệm về hôn nhân thì có thể là mình chắc luôn đi, đừng có thể anh. Ừ, chắc hả? Hôn nhân thì trong khoảng 6 tháng đổ lại, trong thời gian đó mình sẽ tìm hiểu nhau, xem sẽ ok hơn để hiểu với tính cách nhau sẽ. Dạ, tức là anh chuẩn bị về điều kiện, cơ sở vật chất đồ đó là ok hết rồi ha. Ok, thì chắc chắn là bằng mọi giá phải có điều kiện để cưới em chứ. Mình tìm hiểu nhau khoảng 1 năm 1.5 năm thì có thể tiến đến hôn nhân là đẹp đó anh. Đúng rồi, anh nghĩ các bạn, quan trọng là em có bấm nút không? Để tối nay em về em trả lời mail anh biết liền. Ờ vậy. Biết rồi bây giờ sao ta? Em hãy tiến tới và nói với bạn gái một câu gì đó, suy nghĩ điều gì trong lòng của mình để chúng ta có thể tiến hành bấm nút vậy thôi. Đôi khi anh vô tình anh được đứng trước mấy ngàn khán giả luôn, anh không run. Nhưng mà anh gặp em anh rất là run. Chắc là anh đã có cảm xúc thật sự với em. Và nên lát chúng ta, anh rất mong em bấm chuông để chúng ta có một những ngày tháng tìm hiểu ra. Vậy ha. Rất chân thành. Rồi. Mọi người chúng ta sẽ đưa ra quan điểm của mình bằng nút bấm. Nút đâu? Bên trái anh. Bên trái đây. Đó, rối, không tìm ra được cái thế để bấm rồi. Chúng ta hãy lắng lại 30 giây, cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu phải, chúng ta bấm nút. Và khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nếu cảm nhận không phải, không cần bấm. Hãy đưa ra quyết định của mình, nhìn về phía trước. Nhìn phía trước anh. 1 2 2 Bấm trước luôn rồi. 3 Hết thời gian. Rồi, hãy nắm tay nhau đi. Cho anh nắm nhẹ. Rối rồi, trời ơi, ống rung thiệt kìa trời ạ. Ôi, tay sao lạnh như vậy trời. Này, bạn gái là chủ động hết đấy. Thôi bây giờ thì bạn trai có điều gì muốn nói với lại gia đình bạn gái hay không? Sau đó thì xin phép được hôn cái hôn đầu tiên ở má của bạn gái. Hôm nay chúng con đã bấm chuông rồi. Không có chuông, ở đây phải lan và điệp. Nút mà bấm nút, đây. Nút. Chúng con đã bấm nút rồi thì trái tim cũng đã nổi đỏ rồi. Thì xin phép hai bác cho con hôn chán nhẹ của em cái cho hôn đúng. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa, gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan, bảo hành đổi mới năm đầu tổng giá trị 7.000.000 đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Mình thích cái hoạt động bên ngoài như du lịch, hoặc là thích nuôi chó, chơi với chó, và có hoạt hình Doraemon rồi.
con thường là đi du lịch vào những lúc rảnh. Ngoài ra thì con còn nuôi chó tên Dương. Ủa tin con người luôn hả trời. Mình trải qua được 3 mối tình sâu đậm, nhưng mà tất cả hồi đó đến giờ chắc phải chừng mấy mối. Nhưng mà thực sự là mười mấy. Dạ thật sự là 13. Như vậy là chúng ta đã thấy tình yêu bắt đầu xuất hiện ở cặp đôi đầu tiên. Còn bây giờ thì sao? Chúng ta phải gặp ngay cặp đôi thứ nhì xem họ sẽ tìm được nhau hay không. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Dạ. Xin mời nhà gái. Mời em trai. Xin chào anh Linh ạ. Chào em. Chào chị Vân ạ. Em chào bạn gái bên kia và chào mọi người ở đây trường quay. Em tên là Mai Vũ Trương. Em hiện tại đang làm kỹ sư điện ở khu công nghiệp Avatar. Hiện tại em đang sinh sống ở Biên Hòa. Dạ năm nay em 28 tuổi. Còn em? Dạ con chào chú Quyền Linh. Chào cô Hồng Vân, chào toàn thể khán giả và chào bạn bên cạnh. Con tên là Phan Thị Tú Uyên, hiện tại là năm nay 26 tuổi, đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh, đang làm marketing và sale tại Bảo Lộc ạ. Mảng gì? Dạ bất động sản. Rồi, đàn trai hãy nói một chút xíu ưu điểm và khuyết điểm cho đàn gái biết đi. Thì ưu điểm của mình là hiền lành, sống rất là tốt với bạn bè. Mình hay nói chuyện, mình chia sẻ, làm cho bạn mình vui. Dạ. Em đây là em thích cái hoạt động bên ngoài, đi du lịch, hoặc là thích nuôi chó, chơi với chó, và có hoạt hình Doraemon được. Trời ơi, tâm hồn trẻ thơ quá hả? Dạ đúng rồi. Có điểm yếu gì không? Dạ có, ít nói. Dạ, cũng sống nội tâm, hơi nhát. Mấy năm về trước thôi thì năm nay cũng đỡ nhát rồi. Giờ ngồi đây là cũng bớt nhát rồi đó. Dạ đúng rồi. Còn mình nè, nói về cái là điểm mạnh, điểm yếu của mình nè. Điểm mạnh của con thì con là một người hoạt bát, gọi là một người sống hướng ngoại, thích đi đây đi đó và có thể độc lập tự chủ trong cuộc sống của mình. Điểm yếu thì nhiều một chút, hơi nóng tính, nấu ăn thì không có giỏi cái khoản nấu ăn lắm. Con thường là đi du lịch vào những lúc rảnh. Dạ, đi cùng bạn bè hoặc là tự đi. Ngoài ra thì con còn nuôi chó, chụp ảnh nữa. Nuôi chó nhiều không? Dạ, con có một bạn. Tên gì? Dạ, tên Dương. Ủa, tên con người luôn hả trời? Dạ. Cái Dương đó nó có liên quan gì tới cái cuộc đời sự nghiệp của con không? Dạ, Dương là, trong tiếng Trung là nó là mặt trời. Thiệt không? Đừng nói là tên người yêu cũ nha. Ghét quá, hận quá, đặt tên chó luôn. Rồi thôi, sẵn mình nói về tình yêu nè. Mấy mối tình rồi nè. Khai luôn tên người yêu là gì luôn nha. Dạ, con tổng cộng thì có khoảng 3 mối tình chính thức. Một mối tình là từ thời năm nhất đại học. Nói chung là 3 mối tình của con là đều gặp ở đi từ thiện hết. Ừ. Tất cả là đều đi từ thiện. Bắt đầu tên gì? Dạ, nói thôi nói quá đi. Khứ rồi cô Hồng Vân. Lý do tụi con chia tay là gì? Lý do hả? Ví dụ như là yêu xa chẳng hạn. Rồi bây giờ sao đây? Cái này cũng xa xôi à nha. Đi dễ mà, cao tốc đi cái ào tới rồi. Mình có mấy mối tình rồi? Thiệt ra thì mình đếm trên đầu ngón tay chắc cũng không hết. Đúng rồi, hồi nhỏ thôi. Bây giờ từ cấp 3 chính thức có một mối tình, lớp 12. Mình trải qua được 3 mối tình sâu đậm. Nhưng mà tất cả hồi đó giờ chắc cũng phải chừng mấy mối thôi. Dưới trời. Tại chắc hiền nhát nên người ta thích. Mấy mối luôn à? Mười mấy mối. Mười mấy mối tình gian dở lận á hả? Trời ơi, 19 lần gian dở, chào cưng. Đâu lâu đến 19 thì... Mấy chục cái linh đanh hay câu nói của ông bà mình. Nhưng mà thực sự là mười mấy. Dạ, thật sự là 13. Trời ơi, số này đẹp mà. Lý do chia tay vậy? Tuổi trẻ hồi xưa là chưa trải sự đời á, chưa. Phe ta bỏ hay là phe địch bỏ? Có mấy lần là mình bỏ, hầu như là người ta bỏ. Bỏ dạ, riêng nó rụng tóc. Bỏ về em mới lên đây em tìm mất hai. Đâu hồi xưa em cũng nhiều tóc lắm chứ. Nhưng mà mình hận thằng hấp tóc quá. Hôm đó mình buồn quá, mình đi cạo. Ông nó cạo xong rồi chị. Đúng rồi, từ đó là em không mọc tóc nữa. À dạ. Ôi tội nghiệp không? Dạ. Cũng như tình yêu mà tóc nó vậy đó. Không, thực ra bạn này nếu bạn để thì tóc vẫn nhiều mà. Rồi nói nghe nè, bây giờ cái cô gái này có ở Túc Lâm Đồng thì em có ngại yêu xa không vậy? Nếu mà yêu xa mà nói chuyện lại bình thường thì cũng không sao đâu chị. Em phóng lên dụng Lâm Đồng thì cũng gần, tầm 2 tiếng. Tùy theo chạy thôi, 2 tiếng chắc công an phạt hơi nhiều. Dạ đúng rồi. Bây giờ nè, em mong muốn cái người bạn bên đây là phải như thế nào? Thật ra thì con người em cũng thoải mái. Bạn gái mình chỉ cần là hiền, lâu lâu mà có cá tính thì một xíu, biết uống bia, biết nhậu nhẹt một xíu cũng được. Có hình xăm cũng được.
tôn trọng cái gia đình mình. Rồi nhậu nhẹt chút cũng ok. Nhậu càng được càng tốt. Nhiều khi lấy về thì hai chồng cứ mua một thùng bia để ở tủ lạnh á, thì mình buồn hai chồng ra ngồi uống. Giống như bạn em cũng vậy. Không, cái đó là cái thú vui của rất nhiều cặp vợ chồng nha. Hai chồng nhậu với nhau thôi, không có nhậu với ai trơn á. Vậy hai chồng chơi với nhau suốt luôn đi, đừng chơi ai nữa. Em có sợ con gái ghen không? Ghen thì em không sợ, chỉ sợ nhắc lại người yêu cũ thôi. Rồi em có nhắc không? Không, em không bao giờ để ý đến người cũ. Bây giờ em đâu còn nhớ người nào để em nhắc đâu. Nhiều quá mà đâu có nhớ nổi mà nhắc. Mình nhớ cũng không muốn nhắc. Dạ chào chú. Chào cô gái. Dạ. Con nãy giờ nghe chàng trai nói chuyện thì con cảm nhận như thế nào? Con cũng không biết nói sao luôn á. Anh vui tính á. Vui, có duyên. Ủa lắm á. Dạ. Vui tính. Có duyên lắm luôn á. Anh sửa điện mà nhiều đó, sửa điện nhiều. Cũng có đôi khi nó dễ thương. Hồi trước có té từ mấy nhà xuống á. Có nữa hả? Có chứ, tại leo lên cầu thang rồi mình đắt lộn cầu dao á. Giựt cây, té xuống gùm, giựt cây, té xuống gùm cây. Đó, nó vậy đó. Cũng có té lần nữa. Con không thích điều gì đàn ông nhất? Nếu mà về ngoại hình thì con không thích một người hôi. Phải chẳng qua cái tâm sinh lý nó hôi sẵn rồi sao? Hôi. Cái vụ này chú không biết nha. Nó vô tình thôi, nó cũng vô tình té, vô tình rụng thôi con. Rồi gì nữa? Nóng tính, da trưởng. Người đàn ông vậy chắc tơi tả quá. Gì đâu hói rồi, nóng tính rồi, đủ thứ cho. Chú nghĩ không có người nào gom nguyên tụ vậy đâu. À, không biết chăm lo cho gia đình. Là một người quá hướng ngoại cũng không tốt. À, từ từ con chú. Còn nữa hả? Dạ, không thích sao muối. Ờ, sao ngộ ta giống cô á. Thích vừa ôm thôi chú. Nói chung đừng có muối nào luôn, nó cứ bình thường. Giống như Linh vậy đó, cứ bình thường. À đúng rồi, giống như mà. Không. Chú cũng có tập gym á con? Dạ, chắc tập được một ngày rồi nghỉ. Là em gái đưa ra những cái điều không thích á, em có vướng vô điều nào không? Dạ không. Thế có đó. À không. Hồi em có tóc. Hồi hồi. Phải hả? Không đâu, hồi đâu. Ít tóc, ít tóc. Tức là có cái hình mẫu lý tưởng nào ngoài đời mà có thiệt không? Ví dụ như là Barack Obama vậy á cô Hồng Vân. Cao to và họ là một người vừa là người của công việc vừa là người của gia đình luôn. Không đen cũng được mà đen cũng được. Bên kia thích mẫu hình Obama. Em thích mẫu hình như ai? Nhân lẽ vợ của Obama. Kỳ. Vợ Obama. Có duyên ghê không? Hai đứa này nó biết lựa ghê á. Hai đứa tự cảm nhận chứ chú thấy cũng chưa giống gì hết. Để hỏi người thân đã. Hôm nay con đi với ai? Dạ con đi với gia đình, với má, với cậu, anh và bạn bè của con. Xin chào MC Hồng Vân, MC Quỳnh Linh. Chào bà chàng trai bên này. Mình là cậu của Tú Uyên. Cậu nghĩ là chàng trai bên này cũng được, có nhiều cái cũng phù hợp với con. Với lại hỏi chàng trai bên này tí nữa là con kỹ sư điện là học ở trường nào vậy? Dạ đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì cùng ngành với cậu. Dạ dạ. Cũng rất là cậu là hồi xưa là bách khoa lâu lắm rồi. Thôi hai đứa thì đến đây là cũng nên cho một cơ hội để mà mình tìm hiểu xa hơn. Rồi bạn. Em đi với ai? Dạ em đi với bạn. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và tất cả mọi người ở trường quay ạ. Em là bạn của Trương. Nhận xét về Trương thì cũng tính tình rất là vui vẻ ạ. Bạn gái thì cũng nói chuyện thấy cũng hợp với bạn Trương ạ. Nhưng mà tại sao 13 người mà không vô người nào vậy? Bạn nhát lắm. Trời ơi, nó nhát. Ồ, quá. Vậy đó hả? Thôi được, hai đứa này nó quen nhau vui lắm nè. Cảm ơn em trai, giờ mở rào đi. Ừ. Mở rào. Đó. Hai đứa tâm sự đi. Coi hai vợ chồng Obama không biết xem chương trình này không? À, mình chào bạn. Mình chào bạn, mình có món quà của bạn. Trong này có một lá thư á. À, ở đây thì em có mang tới một món quà bao gồm một bức thư và một cái tấm thiệp đi đến Bảo Lộc. Bạn cứ đưa tới Bảo Lộc đi rồi mình sẽ làm hướng dẫn viên du lịch, đưa bạn đi khắp nơi. Đọc đi, đọc thư đi con. Wow, chào cậu. Người bạn ngồi kế bên, tớ là Uyên, một cô gái khá bướng bỉnh, bánh bèo, màu mè, hoa lá, nhưng cũng là một cô gái khá bản lĩnh, tự cường. Tớ đã trải qua nhiều lần yêu và được yêu, vì vậy tớ hiểu thế nào là sự trân trọng. Tớ chỉ một câu gửi đến bạn, nếu bận quá thì bạn đừng yêu. Thôi được rồi. Dạ. Đoạn cuối coi. Dạ đoạn cuối. Đừng quan tâm, đừng quan niệm cái gì là của mình sẽ lại là của mình. Nó chỉ đứng ở một nửa thôi. Người ta yêu mình thì người ta sẽ không dễ dàng rời đi. Nhưng mà nếu như không trân trọng, không sẽ chia, không
không quan tâm thì cậu à, có yêu cầu đến đâu người ta cũng đưa để đi thôi. Mong sẽ có những ngày hạnh phúc bên cậu. Dạ hết rồi. Nói tóm lại là cái thư này em bé này nó nói gì vậy? Nói tóm lại là bạn ấy nếu bận quá thì đừng có yêu. Và yêu một cách phải có trân trọng bạn ấy. À, chào bạn. Thì qua bức thư này mình thấy là mình thì không có bận biểu gì nhiều. Công việc của mình thì có thể là mình đi 3K, 3 kiếp trực. Thì nhưng mà thời gian thấy 3 kiếp trực đó rất là nhiều thời gian dành cho bạn. Mình nghĩ nhiều. Mình đi làm lễ Tết mình trực là nhiều lắm. Nhưng mà bất cứ thời gian nào trừ lễ Tết thì mình vẫn ở bên bạn được. Mình không ngại xa. Mình chỉ ngại mình không có lý do mình xuống dưới thôi. Luôn luôn nếu mà bạn cần mình luôn luôn ở kế bên bạn. Bất chấp là có mưa hay là sao. Nhưng mà chắc bão lũ ở trên Lâm Đồng mình kẹt xe mình không xuống được. Ok. Trừ những ngày Tết và ngày lễ mình đã nói với bạn. Hồi nãy mình có nghe nói là bạn có tới 13 mối tình. Chắc cũng chấp nhận chấp đi đúng không? 13 mối tình đó là tuổi trẻ chưa xảy từ đời các bạn. Tính là mình có 13 nhưng mà thật ra có 3 mối tình chính xác. Bây giờ mình lớn hơn nhỏ này 2 tuổi, mắc gì mình phải xưng bạn với mình. Dạ. Anh em được khẳng định phải anh coi nè. Giống Obama được phần nào? Giống hết quá. Chắc giống Obama được 10%. 10%. Đúng rồi, mình không có đen như ổng được. Thì mình là một người rất là thích du lịch. Người ta lớn hơn mình phải lịch sự, mình gọi là anh. Dạ. Ừ, anh em. Em rất là thích đi du lịch cho nên là có thời gian rảnh là em sẽ sắp xếp thời gian để chọn một địa điểm để đi du lịch. Thì anh nghĩ anh có thích đi du lịch như vậy không? Vâng, mình thích du lịch. Anh thích du lịch. Thích lắm luôn chứ. Nhưng mà không có kể điện tiền thôi. Tiền nhiều khi cũng quan trọng lắm. Đúng rồi, tất nhiên là tiền sẽ quan trọng. Một năm anh có thể đi du lịch đến 6-7 lần. Em tới em nắm tay cô gái. Cảm xúc nãy giờ mình gặp bạn ấy thế nào? Với lại có lấn cấn cái vụ chó tên Dương không thì hỏi luôn nghe. Em tưởng chó tên Trương hết hồn á. Trời ơi, nắm tay hả? Thì trong mắt tay quá. Lạnh quá. Công việc của anh thì không có bận rộn lắm. Thì anh vẫn đi xuống thăm em bình thường. Hy vọng là em giao cho anh một câu hỏi để tìm hiểu. Dạ, sẽ cười. Dạ, em hơi ngại một chút nên em cười. Móng tay làm đẹp chứ nhỉ. Con gái có quyền làm đẹp mà. Không đẹp mà, nó nói gì đó. Hai đứa này nó nói mà như không nói á Linh ơi. Có mình ơn tụi nó nghe thôi, không ai nghe được luôn á trời. Thì anh có một cái bài, nhưng mà anh sẽ hát một bài cho em nghe. Tại vì anh kết em rồi, nhưng mà em kết em không. Em cứ nhận lời là anh cưới em về làm dâu của má em liền. Mình cưới nhau luôn. Hay là em thích bây giờ? Đáp lại đi nè nữ. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Trên tay anh cầm một đóa hoa tu cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Thôi ạ. Vẫn không nghe tụi con hát cái gì luôn á. Hai đứa này quen nhau dễ thương lắm á. Một nè, hai nè, ba. Hết thời gian. Có bấm không? Trời ơi, bà làm nhỏ rớt tim luôn vậy đó à. Chính thức là các bạn đã hẹn hò với nhau đó, nắm tay nhau đi. À, nắm vậy thôi. 13 mối tình vẫn yếu lắm. 13 mối tình yếu lắm rồi. Xin phép cho con được hôn má. Dạ, hôm nay con xin phép ạ. Hôn thiệt hả? À, có thể hôn dạ cũng được. Được rồi. 13 người mà sao cô thấy con không có một cái thế nào hết trơn là sao vậy? Làm lại cho nó đẹp đẽ coi nè. Ít ra phải cổ điển chút xíu vậy chứ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kèm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tính đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kiềm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Giữ lấy về đọc kỹ lá thư nha. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp
nhập khẩu từ Thái Lan, bảo hành, đổi mới năm đầu, tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Dạ, chúc hai đứa sẽ sớm tìm được tiếng nói chung nha. Dạ. Dạ. Tôi đi Bảo Lộc giới thiệu tôi mua đất nha. Dạ, lát mình gặp nhau nha chú. Mời nhà trai. Chào anh trai. Dạ, chào anh ạ. Ngồi đi em. Rồi, xin mời nhà gái. Rồi, để đây đi cưng. Mời nhà trai giới thiệu về mình cho bên nhà gái cùng nghe luôn nha. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn gái bên cạnh. Em tên Lê Phước Lộc, em ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Làm việc ở đâu Lộc? Dạ, em làm việc cách nhà khoảng 16 cây số. Làm gì Lộc? Dạ, em chủ cửa hàng thuốc thú y ạ. Rồi. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về bên mình đi cưng. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, chào bạn nam bên cạnh và chào tất cả khán giả. Em tên là Phan Thị Thúy Hồng, 33 tuổi. Em là con gái Bến Tre. Hiện tại thì em đang ở quận Thủ Đức. Em là nhân viên văn phòng cho một công ty may mặc ở quận 12. Bến Tre là huyện nào? Dạ, em ở Bình Đại anh. À, Bến Tre bây giờ đi qua cái cầu thôi là đã tới Trà Vinh rồi. À, nó cũng có sự kết nối xưa đi rất là khó. Dạ, Bình Đại xa lắm anh. Từ cầu Cổ Chiên mà đi tới Bình Đại tầm khoảng 60 cây số à. Trời ơi, ta nói không tình sao. Yêu nó gần vậy. Dạ. Tình yêu mình phải nói như vậy cho nó động lực. Dạ. Nghe không? Lộc cho biết rõ hơn về công việc của Lộc đi lên. Thì bán cái... thuốc thú y thôi chứ có dạ, gì đâu. Dạ, em bán thuốc thú y. Chữa bệnh cho động vật không? Dạ có à cô. Em làm gì? Dạ em chuyên thì chị điều trị bệnh trên bò, heo, gà, vịt, chó, dê. Em là em học y. Dạ em là bác sĩ luôn ạ. Là bác sĩ thú y đúng không? Dạ, bác sĩ thú y ạ. À. Dạ. Bác sĩ thú y dưới quê là đi chích heo nè, đi làm cho để dạ. Tư vấn cho người ta nuôi heo sao cho tốt nè, dạ, đúng heo rồi. Tốt nè, dạ. Rồi cấy tinh heo nè, đúng không em? Dạ đúng rồi anh. Thôi nghề này giờ ngon lắm nha. Bạn gái ơi, bạn ở Bình Đại mà ở bạn ở xã nào bạn? Em ở xã Phú Thuận. Phú Thuận, dạ. Có sơ xã đó chích heo lần nào chưa? Dạ có đi ngang. Dạ tại hồi xưa em làm bên nhân viên thị trường á anh. À. Đi cho công ty thuốc á anh. Rồi giờ em làm riêng cho mình. Dạ đúng rồi anh. Ồ làm riêng cho mình là à, tốt lắm. À làm riêng thì khỏe. Mình nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi cưng. Nói về điểm mạnh á, em là một người thẳng tính và em biết nấu ăn. Còn về khuyết điểm á thì nhiều lắm chị. Em không có khéo tay, em dễ tin người. Nói chung là cũng dễ bị lừa. Em không có được dịu dàng, đôi khi cũng nóng tính. Thì em không có được lanh lẹ, nhạy bén trong giao tiếp. Rồi còn chấm sao rất là nhiều nữa. Em có mấy mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình. Một mối tình thời sinh viên được chắc khoảng 1 năm. Rồi sau mối tình thứ hai thì được khoảng 2 năm. Mối tình thứ ba là gần nhất đây là cũng được khoảng 2 năm. Dạ. Mà lý do chung nhất cho sự chia tay của hai mối tình sau là gì? Dạ mối tình thứ hai á thì do cái người đó ghen tuông quá. Rồi dạ. Đó. Còn thứ mối tình thứ ba á giống như là tụi em có quá nhiều khoảng cách. Khoảng cách về địa lý, rồi về lối sống, về suy nghĩ. Cái anh đó rất là giỏi nhưng mà cực kỳ khó tính, tự ái thì rất là cao. Tụi em không thể nào tìm được tiếng nói chung. Thì nhưng mà có nghĩa là chia tay là vì ảnh quá khó tính hay là vì yêu xa? Không có yêu xa, ảnh ở đây nhưng mà ảnh cách... nhà nó xa, không ở miền Trung lận. Ừ, nhưng bây giờ em có sợ yêu xa không? Dạ không. Không sợ phải không? Dạ. Ok, đó, bạn trai yên lòng chưa? Dạ, tôi gài câu rồi. Đó, tôi gài được cái câu mà có sợ yêu xa không á. Dạ, Bến Tre cũng không có xa lắm đâu cô ơi. Không, nhưng mà người ta ở thành phố. Hiểu không? Dạ, ta hiểu đang rồi. Làm ở quận 12. Dạ. Anh nghĩ về Trà Vinh, Trà Cú là ngon nhất về làm chủ. Ừ, đó, hai tính tự bằng bạc đi nha. Dạ. Rồi em sao? Mấy mối tình rồi? Dạ, em có 3 mối tình ạ. Mối tình thứ thời sinh viên á. Còn mối tình thứ hai trong quá trình ra trường rồi cái mình tìm được việc làm á. Bạn đó chê... nhưng cũng không hợp tính á. Còn mối tình thứ ba này... như quen nhau mà không biết gì về người đó hết trơn á. Nhà cũng không biết mà người thân cũng không biết, em cũng chia tay luôn. Em có điểm mạnh điểm yếu gì Lộc? Dạ điểm mạnh của em thì siêng năng, nhiệt tình, miễn mà nhận việc nào thì làm cho hết việc đó. Dạ điểm yếu của em thì dễ tin người, rồi nhiều khi mấy đứa bạn nói chơi em tưởng thiệt em làm theo, mấy đứa bạn nó cười quá trời. Bên đây cũng dễ tin người lắm nè. Dạ. Em có khó tính không?
Dạ không, em cũng dễ rồi chị. Sao xin phép cho em hỏi bạn trai một câu ạ. À. Bạn trai bạn có biết nhậu không? À, nhậu thì có biết, nhưng mà chỉ khi nào đám tiệc, à, đám giỗ hay là tiệc gì đó mà lâu lâu bạn bè hội ngộ lại thì uống 2-3 ly gì đó. Tại theo cái di nguyện của ba em trước khi mất á, là ba nói nếu mà ai mà không nhậu á là ba không có gả. Trời ơi, cầu xuống quá. Nhưng còn một cái nữa, mẹ thì lại nói á, ai mà ăn nhậu bê tha quá mẹ cũng không gả. Nên cuối cùng là em ế tới bây giờ. Thành ra 33 năm rồi là mình vẫn ở không vậy đó phải không? Vấn đề vậy là giờ do em. Bây giờ em thích nhậu hay là không nhậu? Em thích biết nhậu, nhưng mà nhậu có điểm dừng. Chứ là nếu mà không biết nhậu thì em nghĩ cũng khó khăn lắm chị. Tại bây giờ còn phải giao tiếp nè, rồi bao nhiêu thứ nữa. Nhưng mà không biết nhậu đó, thì nó khó. Nhậu ít mà, anh uống có mấy ly à. Nhưng mà về nhà em sẽ được luyện lên đô. Lên đô. Dạ, các anh rể của em nhậu cũng mạnh lắm. Và anh rể trước khi đi nói là phải nhớ hỏi bạn trai đó có biết nhậu hay không nha. Không nhậu là anh cũng không có việc cho vô đâu. Trời ơi, không rể vậy luôn hả? Điều kiện cũng dễ quá ha. Rồi bây giờ em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ về ngoại hình á thì cao khoảng trên 1m65. Nhan sắc á thì chắc cũng dễ nhìn. Nếu mà anh đó có thể có được cái sống mũi cao á thì càng tốt. Giống ai trong showbiz không? Có thích, có thấy giống ai thích em không? Cần không? Thấy thích hợp với em là được rồi. Chỉ có cần... trong mắt em đẹp là được rồi. Không... anh là anh là được rồi. Dạ. Sống mũi cao đúng không? Nãy tôi cũng thấy cao á. Dạ. Rồi còn gì còn, nữa không? Còn tính tình á thì đàn ông 100%. Đàn ông 100% đối với em là đàn ông tính đàn ông. Tại vì sẽ có đàn ông tính đàn bà. Nên là đàn ông 100% phải là đàn ông tính đàn ông. Ví dụ đàn ông tính đàn bà là như thế nào? Là có là thể tính là gì là tính đàn bà theo em? Xôi mối để ý, kêu kiệt, để ý rồi kêu kiệt bao nhiêu thứ đó. Rồi anh đó thì lo làm ăn, tính tình thì biết quan tâm chia sẻ, kính trọng người lớn, yêu trẻ con, tuyệt đối phải giữ chữ tín, nghiêm túc và không lăng nhăng. Vậy anh Linh, anh hỏi em là em có về Trà Cú mở văn phòng em chịu không hay là làm chủ? Cái đó là còn phải bây giờ không có nói được chị. Chắc ở đâu không quan trọng, ở đâu mà làm có tiền, ở đâu mà làm giàu được là mình cứ ở. Dạ. Vấn đề chỗ là mình có hợp với nhau không thôi. Nãy giờ cô đó nói những cái tiêu chí đó. Dạ. Mình cảm giác mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Chắc cỡ 90%. Tự tin ghê luôn em á. Em cũng phải là một người đàn ông bản lĩnh đàn ông, một người đàn ông không có tính đàn bà không? Không, đàn ông tính đàn ông chứ. Có một chút xíu là đàn bà không? Dạ không luôn. Em cực kỳ quan trọng lời hứa, thà đừng có hứa, nhưng mà khi là đã hứa với em rồi thì 99% phải thực hiện, 1% còn lại là em coi như đó là cái nguyên nhân bất khả kháng thôi. Còn cái thứ hai á là về vấn đề thời gian, em ghét nhất là trễ hẹn, dù trễ một phút cũng không được. 99% dạ. Hứa là phải làm. Dạ hứa phải làm. Được không? Dạ được chứ anh. 99% là phải đúng giờ. Dạ đúng. Nhưng mà nhiều khi đi dọc đường kẹt kẹt chạy xe nó cán được thì sao? Không, cái đó là nguyên nhân bất khả kháng mà. Bây giờ anh có điện thoại mà đó. Chứ cầm cái điện thoại lên nó và anh bị kẹt xe, anh bị hư xe hay là như thế nào đó, nửa tiếng, một tiếng, thậm chí chờ cả đời cũng được. Chỉ còn anh nói một tiếng. Chứ em ghét nhất là im lặng rồi cứ trễ dây dưa, trễ giờ này qua giờ kia. Đúng đôi không? Khi có những việc người ta cũng không thể báo được thì sao? Nhưng cái điện thoại hát biên là sao em? Tới đó là tùy cơ ứng biến anh. Đó, lỡ đang đi đỡ đẻ heo rồi sao? Heo nó đang đẻ lo, heo không. Đẻ muốn chết luôn, ai đâu mà gọi. Đỡ đẻ heo á, là tới đó đâu có hẹn em nữa. Không có hẹn, ví dụ giờ đang nè, đang hẹn em, ví dụ hẹn em là 5 giờ chiều mình sẽ đi xem phim. Ha, cái 5 giờ bên kia nó có heo tôi chuẩn bị đẻ ơi, bác sĩ qua giúp giùm. Thì ta phải qua giúp dạ, heo. Đúng rồi anh. Đúng không? Đúng rồi. Qua rồi lúc đó lu bu, rồi lúc nó đẻ, đâu phải đẻ 1-2 con. Nó đẻ cả mười mấy 20 con. Lúc đó tùm lum tùm la rồi sao lụm điện thoại được đúng dạ, không? Dạ đúng rồi anh. Xong rồi thì cứ điện thoại. Hoặc là trước xong khi rồi đi vẫn thì cứ điện thoại. Đúng rồi, trước khi đi vẫn. Em nói một cuộc gọi chỉ còn có vài phút thôi mà. Nói bây giờ anh có việc gấp hay là như thế nào đó giải thích. Em rất là sẵn sàng lắng nghe. Nghe ngược được chứ anh. Heo đẻ cũng phải giải thích nha. Dạ đúng rồi anh. Em muốn tìm một người bạn gái thế nào? Cao khoảng từ 1m45 đến 1m7 à. Dư. Có dư luôn á. Tóc thì dài khoảng cỡ ngang vai thôi. Dư luôn. Hình chiếc lá. Tóc hình chiếc lá nữa. Cái tóc này là tóc hình chiếc lá. Rồi muốn chiếc gì miễn có người ta làm ra được chiếc đó luôn. Đơn giản vậy thôi anh. Em hơi dữ xíu, hơi đánh đá xíu. Thậm chí là con bé trong công ty nói là em nghe cái tiếng chị là em biết chị đánh đá rồi. Nghe cứ tưởng dữ nghe lắm nhưng mà em cũng không có dữ lắm đâu. Dữ vừa vừa thôi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị thứ hai, với mấy chị cùng sớm. Em chào anh Quyền Linh. Xin em chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bên nhà trai với chào mấy em ở đây. Em nhận xét về em trai này thì cũng hiền, thật thà.
thì thôi hai đứa cho nhau cơ hội để từ từ tìm hiểu. Theo em là vậy. À, dạ. Thấy được ha. Dạ. Trai hiền quá ha. Dạ hiền. Hiền hơn là gái luôn á. Đúng rồi. Theo em vậy á. Đúng rồi liền luôn á. Bên nhà trai đi với ai? Em trai đi với ai? Dạ em đi với bạn em ạ. Chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào tất cả quý khán giả ở đây. Em thì có nhận xét là bạn gái bên đây cũng rất là dễ thương. Chắc là có thể hợp được với anh Lộc ạ. Mà hy vọng là có hai người có thể cho nhau cơ hội. Rồi. Mở rào. Bắt đầu đi. Nhìn nhau nhận quà tặng quà nào. Chào em. Anh có bó hoa với cái nón lá. Cái này là nón tặng em, bó hoa này. Còn nón lá này là đặc sản quê anh à. Một tình cờ là em đi chợ đó, em thấy có một số cô gái đội nón lá nhìn thấy cưng nên em mua tặng vậy thôi. À vậy đó hả? Đâu là anh thử cái gì không? Này là cái tờ giấy gì đây? Ồ, cái này để lát nữa em đọc cho bạn nghe. Hợp không? Giống nhân đứng bánh tre chưa anh? Chưa. Này phải cải tạo là chút xíu tóc cái tai này, kiểu quần áo mới hợp. Anh ơi, mặc áo bà ba mới hợp anh. Đúng rồi. Đây là cái áo em tự may. Đối với một cái người thợ may bình thường á thì người ta chỉ còn 3 đến 4 tiếng á là người ta đã may được nó rồi. Còn em á thì phải mất tới 3 buổi tối ở lại tăng ca mới may được. Nói chung là nó cũng không có được đẹp nữa. Mà em nghĩ là nó sẽ có ý nghĩa rất là nhiều. Em hy vọng là anh sẽ thích nó. Cảm ơn em. Mở luôn. Mở thử, lắm, đi, cưng, thử đi, thử đi, ướm đi. Đưa đây. Hoàng wow. Thử luôn áo. Cái này chắc để dành mặt đi dự tiệc. Tiệc cưới rồi, đẹp á. Đẹp nghe. Lộc có lá thư gì đó? Dạ em có bài thơ ạ. Từ khi nhận cuộc gọi á, là cuộc gọi nhắc 10 giờ mấy đêm là em thức tới 3 đêm rồi đó. Cũng mới ngẫm cách đây chừng 2 tiếng rồi. Rồi ngẫm sao đọc coi. Ngâm thơ anh vốn không mê. Quên rồi. Phải có quyền trợ giúp chút. Ngâm thơ anh vốn không mê, nhưng vì hội họp nên viết vài dòng. Đêm dài ngâm ngợi cho qua, vừa ngâm vừa đợi đến ngày gặp em. Gặp rồi anh mới ngỡ ngàng, thấy em hơn cả mong đợi của anh. Còn lá thư nữa là gì nữa? Cái lá thư dạ. Cái đọc đi cưng lắm. Dạ không, cái này là em chỉ mong một cuộc sống đơn giản thôi. Anh đọc giúp em đi. Em cũng quá. Sáng anh có việc phải đi, em ở nhà coi tiệm. Anh đi làm xong việc, anh về sớm thì em đi chợ mua đồ ăn. Em về làm cơm cho anh ăn nhé. Anh đi làm về trễ, em đóng cửa tiệm. Em đi chợ mua đồ ăn về nhà, vừa làm đồ ăn vừa coi tiệm bán thuốc, thức ăn cho người ta. Ca nào khó quá thì alo cho anh nhé. Trưa anh đi làm về, anh có cơm ăn. Ai kêu chở thức ăn thì anh đi, không ai kêu chở thì anh ngủ trưa. Em đi rửa chén. Chiều tối em lo cơm chiều, anh đi làm về, anh có cơm ăn. Trên đường đi làm về, em muốn ăn gì thì nói. Sẵn đường đi xa, anh mua bất cứ gì cho em muốn ăn. Tối về hai đứa mình cùng tắm chung em nhé. Tại vì anh lao động ra nhiều mồ hôi, đất bám trên lưng, anh không thể lấy tay kỳ được. Em kỳ cho anh nhé. Ăn cơm tối xong, em lại xem lại hàng hóa, xem cái nào sắp bán hết, cái nào còn, soạn đơn hàng cho tiếp thị của công ty, giao hàng cho anh nhé. Đêm khuya hai đứa ôm nhau ngủ. Tôi đã dừng được anh. Tôi đã dừng được anh. Dừng được anh ơi, dừng được anh. Không. Dừng được anh ơi, dừng được anh ơi. Không. Hai đứa ôm nhau ngủ. Dừng được anh. Thôi dừng đi. Em gái cảm nhận thế nào? Cái bài thơ mà của anh á, nó gần như là nó mô tả rất là thực tế về cái cuộc sống, gần như là nó sát luôn á, nó sát mà đến từng chi tiết. Tại vì anh làm nghề đi chích đó, nhiều khi vô mấy chuồng trại đó họ dơ đó, rồi đất bám bụi dính trên lưng là mình tay mình không có giới tới được á, trên cần một bàn tay kia. Sao? Nó thật tinh từng chi tiết rồi sao em? Mà sao thấy là toàn là em nấu cơm rửa chén không vậy? Nhưng khi nào em bận thì anh nấu cơm, em rửa cao này kia cũng được.
Tại vì em hỏi là anh có biết nấu ăn hay là... À biết chứ em. À biết. Tại anh tự lập từ nhỏ nên anh biết nấu ăn, tự nấu ăn mà. Giống như là anh có phụ đỡ đần đứa em việc nhà không? Tại nay em thấy trong đó là toàn là em. À được chứ em. Rửa chén như... Nhưng nhiều khi em bận á thì anh rửa chén, giặt đồ. Trong cái tâm nguyện sẵn này sàng mọi là mình đọc là mình hiểu là bạn này sẽ đi làm suốt ngày á. Công việc của anh là nó có việc suốt ngày hả? Nhiều khi anh đi dọc đường cái chưa làm bà này xong cái người kia gọi. Trên đường đi chưa xong nó cái người khác gọi. Phải đi hoài vậy đó. Có gọi lúc nửa đêm không anh? À có chứ em. Cái chuyện đi đêm là anh thường say đi đêm luôn em. Nhiều khi anh đang ngủ cái có cuộc gọi người ta gọi anh. Ừ Lộc ơi, bò để không ra Lộc ơi, mày lại cứu giùm. Anh chạy như xe cấp cứu em. Bò đẻ cũng gọi, ai đẻ cũng gọi. Không ai chắc phải vô bệnh viện anh. Tại vì người ta em không đỡ không được. Anh nghĩ rằng đây một chàng trai là rất là kiên nhẫn luôn em. Và chịu khó nữa. À, anh thì hay đi đêm nhưng mà em cũng đừng có ghen. Tại vì cái đó công việc của anh rồi. Anh ai đi ghen chứ thú không ơi. Không, nhiều cô nghĩ mình đi đêm chắc đi với bà này bà kia cô khó kia. Đâu biết mà. Ý của anh là anh lo vòng ngoài. Còn em thì em lo vòng trong. Toàn bộ là em nắm hết luôn. Còn hiện tại bây giờ là vòng trong vòng ngoài anh đều lo hết. Anh lo thêm cha mẹ nữa. Cũng hơi đuối. Vậy là bây giờ là nhất quyết là em phải về là em phải ở cái nhà đó. À, cũng phải buôn bán đó chứ không thể là mà thuê một người nào khác hay là em đi làm. Không không không, em cũng có thể đi làm nhưng mà làm những việc bán thời gian em, rồi những việc như bán hàng online cũng được. Nhưng bắt buộc em phải quản lý cái cơ ngơi đó. Em là chủ gia đình đó. Anh chứ đi chích heo, đỡ bò đẻ rồi anh về thôi. À, em ơi cho anh hỏi cái em, từ thành phố Hồ Chí Minh mà về Bến Tre em có thường hay về được không? Tầm khoảng 2-3 tháng gì đó, có gì thì em về thôi. Dạ. Vậy một tháng mình gặp nhau một lần được không em? Gặp ở đâu? Bến Tre. Là em phải về Bến Tre. Tại... Anh qua Bến Tre. Ừ. Vậy em hỏi là nếu mà em không về Bến Tre thì là em ở thành phố thì liệu một tháng như vậy là gặp nhau được mấy lần? Đúng rồi, anh có lên được không? À lên được, nhưng mà chắc một tháng mình lên một lần được. Tại em phải sắp xếp việc ở cửa hàng á. Rồi nhiều khi cũng có việc bất chợt này nọ. À, để em hát một bài ạ. Hát bài hả? Dạ. Ừ. Thay lời muốn nói hả? Dạ. Đúng không? Thay lời muốn nói đúng không? Ừ. Tình cờ anh gặp em trên chương trình bạn muốn hẹn hò. À... Tình mình như đã quen ngôi người ơi, em là tiên nữ trong đời. Mình cùng ước sẽ mãi mãi bên nhau người ơi. Trọn đời này chẳng tiếc nuối, dù cho nhân thế đổi rời. Dù bão tố cũng chẳng cách chia người ơi. Rồi, được rồi. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Quyết định bằng chính con tim của mình nha. Không vì bất kỳ điều gì cả nha em gái. 1 2 3 Hết thời gian. Hay quá trời. Chị cảm ơn em. Trời ơi. Kinh quá à. Bấm rồi còn nhìn gì nữa. Tim đỏ ao nè. Trời ơi, chị nói thiệt á. Cái hôm đầu tiên xin chị ơi, cho em hôn cái à. Ừ đó. Đó. Tuyệt tình lắm đó. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vinakioi, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Gửi tặng đến bạn nữ bộ 3 sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa Care. Vanessa Care là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc được chiết xuất từ hồng sâm, mang đến cho bạn một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FLVKTVN. Hẹn giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Chúc hai bạn sớm sẽ tìm được tiếng nói chung và chúng ta sẽ góp gạo thổi cơm chung. Rồi, em cảm ơn anh Quyền Linh ạ. À. Em cảm ơn cô Hồng Vân ạ. À. Rồi, cảm ơn cưng. Dạ. Nào. Hồi nãy á, ông trong đầu ông nghĩ là cô gái có bấm không? Tôi nghĩ rằng sẽ 50, không 50 bấm. 50-50 không? Sẽ không bấm. Trời ơi, Vân là 50-50 đó. Bởi vì á, Vân cứ lắng tai Vân nghe mà Vân nghe cái tiếng cạch một cái. Trời ơi, Vân mừng dễ sợ. Đôi khi là mai mối mình đặt mình ở họ
thì mình sẽ không bấm. Nhưng khi phân tích ra tất cả mọi thứ, khi nói chuyện á, thì người ta sẽ cảm nhận được và có một chút gì đó tin vào điều đó. Họ đã bấm rồi, chúc họ sớm đem thiệp cưới đến gửi chúng tôi như bao nhiêu cặp khác. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi tiếp theo. Suối thanh nhiệt Live Cool giúp cho người nóng trong, nhiệt miệng, mệt mỏi, sức đề kháng kém, nhiệt làm thiền uống liền Live Cool. Mối tình chính là hai thôi, một là thời sinh viên và hai là mới ra cách đây khoảng gần 3 năm, quen cũng được hơn 1 năm. Cái bạn á, bạn cũng gia trưởng quá, cứ nói em làm cái này làm cái kia, em không thích như vậy. Gia trưởng hả? Dạ. Tính gia có gia trưởng không tính? Dạ không. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em nếu mà nói ra tính là được 2 mối tình, nhưng mà một mối tình sinh viên cũng tầm khoảng 1 năm. Còn mối tình mà nó lâu nhất em là kéo dài gần 6 năm. Xin mời gia đình nhà gái. À, em ngồi đi. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Rồi, mình giới thiệu về bản thân chút đi nào. Em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, bạn nam bên kia và quý vị khán giả có trong trường quay à. Em tên là Nguyễn Thị Phương Chi, năm nay em 30 tuổi. Quê em thì ở Bình Phước, mà hiện thì gia đình em đã dời vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống rồi. Em làm nhân viên kinh doanh cho một công ty dược phẩm. À, rồi xin mời nhà trai kìa. Đầu tiên em xin gửi lên thăm anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và nhà bên gái và toàn thể quý vị khán giả ở trường quay một lời thân thương. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Trung Tính, quê quán em là ở Tiền Giang, hiện em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay em 32 tuổi. Tính làm gì Tính? Dạ, em làm bên giấy tờ, bên khai báo xuất nhập khẩu hải quan anh Linh. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì hả Tính? Dạ, điểm mạnh của em là chơi được tất cả các môn thể thao, có trách nhiệm với cuộc sống, với hiếu thảo với ba mẹ. À. Dạ. Rồi có điểm yếu gì không? Dạ, điểm yếu của em là em hơi hồi hộp trước đám đông, nhất là bạn nữ khác giới. Có một điểm yếu duy nhất đó thôi đúng không? Vậy thôi. Mình nói về điểm yếu, điểm mạnh của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em thì em cũng biết nấu ăn, biết làm việc nhà, nhất là lau nhà rất là sạch. Điểm yếu của em là hơi sợ bóng tối. Là sợ ma đó hả? Dạ đúng rồi. Ma em thấy lần nào chưa? Dạ em chưa, mà em tưởng tượng thôi à. Chưa dạ. Có thấy con gì mà sợ ma không biết sao. Tôi cũng sợ vậy ông nội. Tôi cũng sợ hơn nữa. Dễ bị dụ, hay cho bạn mượn tiền mà không có hồi âm. Rồi còn điểm gì nữa không? Có cái tật gì không? Dạ, có khi hay móc mũi chứ thôi. Móc mũi hả? Dạ. Ai không móc, chị cứ móc, ngứa là phải móc thôi. Ngứa dạ. Là phải gãi thôi à. Không phải, nhưng phải coi lại móc ở đâu. Móc trong nhà này kia được, chứ ai đâu ngoài đường vậy xá. Ra ngoài đường mà ngứa quá cũng phải móc thôi. Rồi được lấy tay em che lợi cưng nè. Bữa tôi thấy ông Quyền Linh móc mũi á. Đâu? Ở tin không? Đời nào làm cũng gãi thôi. Thôi giỡn cho em bớt căng thẳng dạ. Thôi nghe. Mình có mấy mối tình rồi chi? À dạ, em thì mối tình chính là hai thôi. Một là thời sinh viên và hai là mới ra cách đây khoảng gần 3 năm. À, dạ. Mới chia tay gần 3 năm. Mới chia tay quen được bao nhiêu năm thì chia tay? Dạ, quen cũng được hơn 1 năm. Cái bạn đó, bạn cũng gia trưởng quá. Cứ nói em làm cái này làm cái kia. Em không có thích như vậy. Gia trưởng hả? Dạ. Tính gia có gia trưởng không Tính? Dạ không. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em nếu mà nói ra tính là được 2 mối tình, nhưng mà một mối tình sinh viên cũng tầm khoảng 1 năm. Còn mối tình mà nó lâu nhất em là kéo dài gần 6 năm. 6 năm luôn? Dạ. Người đó ở đâu? Dạ, ở Bình Phước. Lý do tại sao chia tay? Tố chất công việc của em là nó theo cái lịch tàu, nó giờ giấc nó không có cố định. Thì bạn đó kiểm soát quá nhiều và không có tôn trọng em, là cho em là đi chơi thế này thế kia. À, bây giờ là em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả Tính? Em cần tìm một nửa yêu thương cho em, đó là đảm đang, chung thủy. Mình có đảm đang, có thủy chung không? Dạ, đảm đang thì cũng có một xíu. Em cũng biết nấu ăn, việc nhà thì cũng biết làm. Ừ. Chào em gái dễ thương. Dạ, chào anh Quyền Linh. Ngọt ngào dễ sợ luôn. Đó. Trời ơi, ở bên đây á, đàn trai cũng hiền nha. Dân Tiền Giang tôi hiền lắm, dễ thương. Hiền gì, trời ơi, cá nhân lắm. Quá, cá nhân quá nhiều. Không phải cá nhân mà đa số là vậy đó, thấy không? Em gái, dạ. Em muốn tìm một người đàn ông như thế nào?
Dạ, em thích một người đàn ông hả, gọn gàng xíu đó. Thích chơi thể thao. Ừ. Ê, đây bông nào cũng biết. Dạ. Cao trên 1m7. Này chắc gần tới thôi. Vậy hả? Mang dài lên khúc. Cũng sao, chuyện chiều cao không thành vấn đề luôn. Dạ, biết hiếu thảo với ba mẹ. Dạ, đừng có gia trưởng quá. Không gia trưởng. Không gia trưởng, dạ, dân dạ. Thì Giang không có gia trưởng. Không. Giang thật thà lắm. Với lại là em thích mấy người mặc đồ phải hợp tí xíu. Ví dụ như là mang giày tây và mà mang quần jean á là không có hợp. Là em không, đúng không thích, không thích vậy. Phải không? Qua chị coi. Jean là ra gì hết đồ ông chứ ai mà. Rồi sao? Chào dạ, cưng. Chào chị. Em nghe qua cái âm, cái chất giọng nè thì em cảm nhận về cái người phụ nữ bên đây như thế nào? Có hợp với lại cái suy nghĩ của em không? Em cảm nhận cái giọng này dễ thương. Rất là ok theo linh cảm của em. Em linh cảm cái người đàn ông bên đây có đúng với cái suy nghĩ của em không? Cái mong muốn của em không? Dạ, chắc em nghĩ là có mang áo sơ mi. Yes. À. Giày tây. Yes. Đừng nó mặc quần jean. Tay đeo đồng hồ. Tay có đeo đồng hồ. Oh, yes. Rồi gì nữa? Quần gì nè? Quần gì? Giày tây thì phải mang quần tây rồi. Chưa đúng rồi, à. Đúng rồi, đúng rồi. Chưa chắc. Màu gì? Màu gì? Dạ, quần tây có thể là màu xanh hoặc là màu đen. Yes. Rồi áo màu gì? Dạ, áo có thể em nghĩ là màu trắng. Cho em màu nữa đi. Màu nổi nhất á. Màu hồng. Màu hồng là anh Quyền Linh. Ông nội đóng mê màu hồng với màu tím lắm. Nhưng mà không, cái màu của em thì cũng tựa tựa cái màu trắng, màu xanh đó em. Xanh hy vọng đồ này kia nọ đó. Anh đến đây là anh hy vọng phải mặc màu xanh. Hai bạn này hiền từ nè. Phải nói là cũng hợp với nhau, nhẹ nhàng, thấy không? Chúng ta hỏi ý kiến người thân đi. Bạn gái đi với ai? Dạ, em đi với mẹ em với lại hai cô. Ôi, với lại 500 anh em của em. Trời đất ơi, một đại gia đình nhà gái ngồi bên bển á. À, xin mời mẹ của bạn gái. Anh xin chào chương trình, chào Hồng Vân. Chào chị. Chào. Anh Nguyễn Linh, chào gia đình nhà trai, cô chào con. Chào chị mẹ. Chi là nó lớn tuổi lý do ham làm quá, làm biến, nó không lo lấy chồng. Cũng có nhiều người thương mà nó không chịu, Bình Phước cũng có nhiều người để ý. À. Bạn của cô cũng đòi làm mai mà nó thôi con có lo làm giàu. Mẹ nói là hy vọng cho hai đứa con cho nhau cơ hội. Mẹ chỉ mong vậy thôi. Nhưng mà nếu mà được thì khoảng chừng nào cô có thể gả con gái của mình lúc được? Nào cô cũng gả được hết đó. Hay quá. Rồi, lúc nào cũng được, biến là tụi nó ưng nhau là được ha. Rồi, cảm ơn nhà gái. Mời nhà trai. Em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ em, với cô Út, Dưỡng Út của em. À, cũng có mẹ với cô luôn. Trời, cũng một đại gia đình luôn. Xin chào chú Quyền Linh với dạ. Cô Hồng Vân. Xin chào khán giả trường quay. Tôi đây là mẹ Trung Tính. Ngày nay là được cơ hội lên tới trường quay là tôi cũng mừng. Là cũng như là chờ cho hai đứa cơ hội sau này hạnh phúc cũng mừng. Nhưng mà thấy dâu tương lai mình có ừ, hợp với mình không? Bây giờ mẹ nhìn thì giờ thấy cũng dễ thương, dễ mến. Để hai đứa tìm hiểu lâu rồi. Dạ. Sao biết sao. Bây giờ quan trọng là hai đứa thôi. Đúng rồi. Mở rào đi rồi cùng nói nha. Chuyện để xem có hợp nhau không nha. Mở rào. Bắt đầu đi tính. Rồi, quay qua nhìn nhau nè. Sao em? Rồi nè, mình nhận quà nè, rồi mình trao quà nè. Anh đến với chương trình có món quà anh tặng em. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Anh mở nha. Dạ. Em thì em thích bạn nam mang cái vớ phải hợp với lại cái bộ trang phục. Nên em tặng cho anh đôi vớ với lại mấy cái khẩu trang. Rồi, cảm ơn. Sao bạn trai tặng gấu bông, nói bạn gái biết đi. Dạ thì ý nghĩa của gấu bông là em chọn con thỏ là dễ thương, hiền. Em thấy hợp với bạn nữ, em tặng vào bạn nữ là vợ tương lai của em. Rồi. Với món quà thứ hai mà anh muốn gửi tặng cho em, đó là một cái đồng hồ. Hợp dễ sợ luôn á. Rồi, cái ý nghĩa là em tặng cái đồng hồ là tượng trưng cho thời gian. Mà tất cả các thời gian trong cuộc đời còn lại của anh rảnh, anh đều dành cho em. Trời đất ơi. Trời đất ơi.
Rồi bây giờ mình bắt đầu trao đổi nào. Cảm giác của em lần đầu tiên gặp dạ, anh. Dạ, em thấy anh cũng hợp với phong cách mà em thích. Anh thấy em thế nào? Em thì thấy dễ thương, anh thấy hiền. Những gì mà linh cảm mà anh thấy thì khoảng 90%. Cái công việc của em là, hồi nãy em nói là về mảng kinh doanh là cụ thể là sao em? Dạ, em làm như sale vậy đó. Em bán thuốc cho cái nhà thuốc anh. Theo nghĩ là thấy sale, bộ phận sale là thấy tiếp xúc khách hàng rất nhiều. Dạ đúng rồi. Nếu như mà anh tiếp xúc nhiều quá mà anh ghen em có gì không? Ghen vài mức độ nào đó thôi chứ. Chứ nói chứ anh thì anh không dạ. ghen đâu. Quan trọng là do đối phương tạo cái lòng niềm tin thì mình cứ thoải mái. Anh thì anh cũng rất là sợ ghen, nhưng mà trong tình yêu vợ chồng là phải có ghen. Nhưng ghen là như thế nào? Ghen là phải đúng. Ghen phải mới lâu đúng được chứ. Nó chứ không phải là ghen một cách mù quáng, anh không thích. Dạ. Em thôi có... bây giờ các bạn nói cho nghe một chút xíu về những cái tật xấu của nhau đi để coi thông cảm với nhau được hay không. Cái tật xấu của anh thì anh hay ăn đêm. Với thứ hai thì anh ngủ thì anh cũng hay gác, hay ôm. Với cái nữa là khi mà anh căng thẳng á, chẳng hạn như anh gặp một cái người mà phụ nữ khác giới á, lạ đám đông, anh nói nó hơi vấp, nó không dạ. được suôn sẻ, nó không được trôi chảy. Vậy gặp em anh có căng thẳng không? Anh gặp em nãy giờ thật tất là anh không căng thẳng. Không, nãy giờ anh nói suông, hồi nãy là chưa mở rào á, anh thấy vậy. Dạ. Rồi cái chuyện mà nó hay gác hay ôm đó, chịu được dạ. không? Em thì em cũng vậy, em mỗi lần ngủ em phải nhiều thật nhiều gối lên, em gác cho em sướng vậy đó. Giờ đâu cần gối nữa đâu. Được rồi đó, hai đứa cũng thích như bạn sở thích cái giống nhau rồi đó. À, tật xấu của em hả? Lâu lâu cũng lười lắm, nằm ở nhà bấm điện thoại không vậy đó. Thôi em cứ yên tâm đi, khi mà hẹn hò có anh rồi anh không cho em lười đâu. Em tiến tới nắm tay bạn gái, nắm hai tay nhìn vào mắt bạn gái, hát tặng bạn gái, nhìn thẳng một mình bạn gái thôi, đừng nhìn ai chứ. Anh đến ở đây là anh sẽ hát tặng mà em một bài Yêu Em Dài Lâu của nhạc sĩ Đức Huy. Em như cơn gió thu bay bay nhẹ nhàng, đưa anh đi tìm vần thơ, qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nghe trong lòng đang mơ mơ. Mơ ôm em trong tay đêm nghe thì thào, cho báo tố về là chim bao. Xin yêu em tha thiết như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Anh muốn yêu em dài lâu. Anh muốn yêu em đậm sâu. Anh đã thương em từ lâu. Anh muốn yêu em dài lâu. Thôi được rồi, này là quá chân thành. Thôi, rồi hai đó. Bạn về vị trí ngồi đi. Có rung động, có quên, có bối rối là có tình yêu. Detox không khí từ trong ra ngoài. Chúng ta để tay vào nút bấm các bạn. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình thì đừng ngần ngại bấm ngay cái nút đó. Còn nếu cảm giác là không phải, không cần bấm, để nút bấm đó cho nhiều người khác. Chuẩn bị. 1 2 3 Chúc mừng. Bây giờ chính thức ta hẹn hò nhau rồi. Bạn trai xin phép với lại gia đình bạn gái cho phép tụi con hẹn hò với nhau bắt đầu từ đây. Con xin hứa điều gì đó? Dạ con xin phép bác, cô cho con ngày hôm nay đến đây là một cái duyên với em, cho con được hẹn hò. Và nếu được nên duyên thành vợ thành chồng thì bác cứ yên tâm, suốt quãng đời còn lại con sẽ chăm sóc tốt con của bác. Trời ơi, con xin phép bác cho con không. Rồi. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Gửi tặng đến bạn nữ bộ 3 sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa Care. Vanessa Care là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc được chiết xuất từ hồng sâm, mang đến cho bạn một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá
9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FLVKTVN. Hẹn giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Chúc các bạn hạnh phúc. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Trời ơi, dạ, chào quá. Dạ, dạ. Mời em ngồi. À, xin mời nhà gái. Hôm nay hai bạn đã có mặt ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, cách cái hàng rào thôi. Mời em trai giới thiệu về mình. Cho em xin gửi lời chào tới anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân và tất cả quý vị khán giả có mặt trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay ạ. Xin giới thiệu, em tên là Phạm Văn Huy. Phạm Văn Huy. Dạ, quê ở Nam Định ạ. Bao nhiêu tuổi Huy? Dạ, em năm nay 30 tuổi anh. 30 tuổi? Dạ. Huy làm nghề gì? Dạ, em là sản xuất âm nhạc với lại phòng thu. Wow, vậy mời đó bạn hả? Nữ. Rồi cưng, em giới thiệu đi. Dạ, em xin chào hai MC rất là dễ thương của chương trình, anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào cùng em. Toàn thể quý khán giả đã được có mặt ngày hôm nay. Dạ, em tên đầy đủ của em là Huỳnh Thị Diệu Mỹ. Năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang là bảo mẫu tiểu học tại trường tiểu học Vinschool Central Park. À, chị rất là thích nghe cái chữ bảo mẫu, tại vì con chị là nó nói về mấy cô bảo mẫu rất là đáng yêu. Mỹ Mỹ là dạy ở quận mấy vậy? Dạ, ở Bình Thạnh. Bình Thạnh, Bình Thạnh. Hả? Dạ. Còn Huy là ở quận mấy? Em ở quận 12 ạ. Quận 12. Dạ. Bình Thạnh ở quận 12 thì cũng không đến nỗi xa lắm ha. Em nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu mình luôn đi. Dạ, điểm mạnh của em là em thích ca hát và em có thể hát bất cứ nơi đâu. Oh. Dạ, sẵn tiện. Hát, em hát bài nào cho nó xôm xôm nữa. Dạ được, dạ được. Để coi nhà sản xuất âm nhạc bên đây coi sao nè. Dạ dạ, vậy sẵn đây em xin tặng bạn Huy và mọi người một ca khúc cũng khá là vui. Bài Người Hãy Quên Em Đi. Dạ em hát bài này không phải là muốn cái thằng bên kia quên em đâu nha. Ok. Dạ. Người hãy quên em đi. Dạ. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Nếu anh không còn gì để vương vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa, vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đềm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên em đi. Yeah. Hay quá, hay quá. Hay quá. Được không? Nhà sản xuất âm nhạc. Dạ, hay dạ. Bạn Huy thấy sao bạn? Tôi trên đã cảm thấy là lung túng trong người khi nghe giọng hát. Mai qua phòng thu quảnh luôn. Dạ. Rồi bây giờ em hát đáp lại bên đàn gái coi nào. Em hát bài của anh Ưng Hồng Phúc đi. Tôi không tin nha. Rồi. Tôi không tin đời tôi, có em rồi phải xa em suốt đời. Nắng ấm nơi người xa thật xa, cớ sao lại cho mưa gió nơi này. Tôi không tin tình em, dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi. Đã thế nay tình tôi đành thôi, không còn nhớ đến ai. Hay quá. Được rồi. Bên kia hát Người Hãy Quên Em Đi. Dạ. Bên đây hát bài Anh Không Tin. Tôi không tin. Đó. Ồ, mà sao? Tôi coi như không tin quá. Là mình hãy quên nhau đi, mà mình phải yêu nhau đi. Dạ, đúng rồi, đúng. Em trai. Dạ. Điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là ngủ ngáy. Ngủ ngáy. Với lại hơi sợ ma một xíu. Trai mà sợ ma hả? Trời ơi, tôi tính là nói hai người mà có quen nhau rồi đến coi kịch ma bên tôi mà ông nói vậy tôi làm sao tính mời được trời. Tại vì chắc một mình em thì em sợ, mà hai người không biết. Cái bữa nào thử nó sao đi. Dạ. Mốt mời hai bạn đến sân khấu kịch Hồng Vân. Dạ. Phú Nhuận nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ mình nói một chút đường tình duyên bên đàn gái cho đàn trai nghe đi. Đường tình duyên của em nó cũng khá là lận đận. Vẫn là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy sao sông rộng đường dài. Thì không, chưa yêu ai hả? Dạ, thật ra thì đối với em lúc trước á, lúc mà em còn học, đi học trong ghế nhà trường thì em tính tình của em rất là đóng. Tức là em hơi nội tâm á.
Em thích cái gì, em thích hát nhưng mà em rất là nhát. Rồi khi mà em ví dụ em có tình cảm, em thích một bạn nào đó thì em lại không có dám nói ra. Thì sau khi mà em đi làm, em ra trường em đi làm thì tự nhiên em phát triển lên, em muốn thay đổi con người em tự tin lên, thì tự nhiên là nó bị khập khiễng đó chị. Khập khiễng lúc trước là mình không thổ lộ, quá khép kín, dạ, bây giờ là rồi. Mình lại open quá, mình open quá, xong là over luôn, đi over luôn, over luôn. Em đi thể hiện tình cảm của mình cho những người mà em thích, em có tình cảm hoặc là em nghĩ là người ta có tình cảm với em, thế là em cứ thể hiện quá trời luôn và cuối cùng thì không có thành công được. Không thành công, dạ, luôn. Đúng rồi, mà nói tóm lại là cái bài đó cực kỳ hợp với em. Chưa một lần yêu ai, dạ, nhìn về tương lai. Tức là nhìn về tương lai đó mà. Chưa yêu ai đúng không? Chào em. Dạ chào chị. Trẻ măng trẻ mẳng vậy luôn á hả trời. U30 rồi chị. U30. U30 rồi, dạ, hả? Trẻ lắm em ơi. 30 tuổi mà trẻ em măng trẻ mẳng. Em có mấy mối tình nói cho chị Vân nghe đi. Em thì chính thức là có 2 mối tình. Một mối tình thì ngày xưa bố mẹ em ở ngoài quê á, về quê xong rồi nhà bác á có đám cưới, thì đêm đó em tới đó em hát một bài xong rồi tự nhiên quen luôn nhưng mà cái tình yêu nó hơi bị xa, tại vì ít gặp lắm, một năm gặp khoảng mấy lần thôi, tại vì bạn nó đang ngoài Hà Nội mà em lại ở trong nói chung là yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi, yêu xa. Và mối tình thứ hai vậy cũng yêu xa, cuối cùng là chia tay hết cả hai mối tình là chỉ vì yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi. Mối tình này gần nè, bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ thì một cô bạn là tính tình hơi hiền chút. Hiền? Dạ, hiểu chuyện chút xíu là rồi. Ai cũng hiểu chuyện. Bây giờ chị nói cho em nghe này, cái người bạn gái bên đây có những đặc điểm như sau: 29 tuổi mà chưa một lần yêu ai, tinh khôi nghe. Dạ. Và có một cái nét gì đó của chị bóng hồi trẻ. À, có tuyệt vời đấy. Hơn như thế nữa thì em sẽ tự tìm hiểu. Dạ. Còn bây giờ tôi xin mời ông. Bóng hả? Bóng bóng bằng bàn, lên ăn cơm vàng, cơm bạc người ta. Đó, chàng gái cũng có răng khểnh chút chứ. Thì y chang bóng hồi đó mà lại. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, em nói cái điều em thích cho nha. Em thích một người đàn ông, Người đàn ông. Phải bản lĩnh đàn ông, mình phải ga lăng. Dạ, đối nhân xử thế, em thích cái chỗ đó nhất. Mình đối nhân xử thế với mọi người xung quanh. Dạ, phải vui vẻ, em thích một người đàn ông vui vẻ nè, hài hước nè. Dạ, rồi không cần phải có tài lẻ gì nhiều đâu. Và cao đó anh, em thích cao. Cao hơn em. Bạn rồi, bên không đó thích điều dễ đàn ông. Em đến 55. Dạ, không sạch sẽ. Không sạch sẽ. Dạ, em thích một người phải nói là mình bề ngoài mình phải biết chỉnh chu, mình gọn gàng, mình sạch sẽ. Tại vì em ở nhà em là em hay làm việc nhà, là em nhà em nào cũng sạch sẽ hết. Bây giờ cho người thân góp ý kiến đi rồi đúng mở rồi rào ra nha. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị bạn thân của em. Em xin chào anh Hiền Linh và chào chị Hồng Vân ạ. Chào em. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Thanh ạ. Em là bạn của Mỹ ạ. Em thấy bạn trai này có hợp với Mỹ không? Ấn tượng tiên của em thì hai bạn có chung sở thích rồi. Em nghĩ là hai người match nhau cũng khoảng 70% rồi ạ. 70% trở lên là ok rồi. Dạ Mỹ ơi, bạn này được đó. Rồi cảm ơn em. Dạ. Huy đi với ai Huy? Dạ em đi cùng với người anh trai. Anh trai đồng nghiệp, đồng nghiệp. À, lần đầu tiên xin cho em gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh với lại chị Hồng Vân ạ. Theo em thì bạn nữ này cũng khá xinh, nói chuyện rất là hoạt bát, và nhất là cũng có cái sở thích là ca hát chung với lại Huy, cho nên em nghĩ là hai người cũng khá là tương xứng với nhau. Rồi, bây giờ thì mình mở rào cho hai bên gặp mặt để họ tự trao đổi với nhau nha. Mở rào. Hồi hộp hả Linh? Hồi hộp hả? Có gì đâu hồi hộp. Coi như mình mời bạn gái vô phòng thu âm vậy thôi ha. Bắt đầu đi Huy. Ủa? Chào anh có cái bông hoa tặng cho em. Dạ. Anh tự làm. Dạ anh tự làm. Có vui. Mở ra đi em. Cái gì vậy cưng? Tặng gì vậy? Cái bông hoa em tự làm. Ờ nhưng mà ý nghĩa em nói ý nghĩa về món quà của mình đi. Dạ cái bông hoa này thì em tự đặt tên nhớ là bông hoa tỏ tình. Bông hoa tỏ tình hả? Dạ tại vì em tự làm mà. À. Dạ. Đó nó đơn giản thôi chứ. Dạ. Hy vọng em sẽ thích. Dạ em thích. Dạ em thích. Rồi em mở quà của bạn nữ đi cưng. Huy. Ừ, mở quà. Dạ từ từ nhanh Huy, cái chừng bất ngờ đó anh. Trời ơi, quả trứng. Dạ. Được nhanh rất gì ta. Dạ cho phép em đọc nha. Rồi rồi đố anh luôn á, cái này là một tên một bài hát anh. Rất vui được gặp nhau à. Còn bài hát này là bài hát gì của ai ta? Dạ dạ. Em thuộc bài này không? Dạ em sẽ hát tặng anh luôn. Cảm ơn em.
Ủa tại sao tặng tặng trứng là rất vui gặp nhau là sao? Dạ đây là cái món ăn mà gần đây em rất là thường ăn à. Và cái này là cái món ăn mà thường nhật giản dị. Thế nó à? Ít dầu mỡ và nó tốt cho sức khỏe. Yeah. Ý nghĩa đó là ngon, bổ, rẻ. Em cũng rất thích trứng luôn. Vậy anh có muốn nghe bài hát không? Có, em hát thử cho anh nghe khúc. Ta nhận ra nhau trước khi gặp nhau, tựa như trong tim thức đã từng mơ như thế. Anh và em những gương mặt xa lạ, đến với nhau bằng tâm hồn thân quen. Hay quá quý vị ơi. Ánh mắt đó chạm nhau, bối rối cứ thật lâu, để khoảnh khắc này mãi đậm sâu. Rất vui được gặp nhau, dù ngày sau ai biết sẽ đi về đâu, chỉ cần ta khẽ nói với nhau một câu trước khi mọi thứ bắt đầu. Rất vui được gặp nhau. Yes. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và chắc là cũng xin được tặng cho bạn một chút xíu âm nhạc đúng không ạ? Dạ được, dạ được. Bài này nghĩ là nó rất là ý nghĩa luôn. Tại vì khi mà anh đi tới chương trình này là anh đã chuẩn bị rất là kỹ. Anh trân trọng điều đó à. Về bên nhau ta xây mơ ước yêu nhau dài lâu, cố quên ưu phiền trọn đời ta sống cho tình thêm nồng. Quên cuộc đời dối trá, lòng người phôi pha, tình ta còn lâu bên mãi trong cơn mộng say. Về bên nhau ta say mơ ước yêu nhau dài lâu, nắm tay vui cười nguyện đời ta sống cho tình thêm nồng. Sẽ không còn buồn chán ngát đường tình thênh thang, và ta sẽ yêu nồng cháy quên đi ngày mai giấc mơ một cuộc tình. Wow. Hai bạn này gặp nhau cứ hát mãi rồi yêu nhau thôi, khỏi cần nói gì cả. Cần nói chuyện. Âm nhạc nó sẽ kết nối hai trái tim lại với nhau. Rồi thôi mình ngồi ghế mình tâm sự đi. Mình cảm nhận về nhau đi. Anh có muốn hỏi em câu gì không? Muốn hỏi em là em khó tính không? Theo như mới gặp vậy thì anh có thấy em khó tính không? Mới gặp thì không khó. Cũng không dễ khó thương à? Đúng rồi. Dạ. Cái ấn tượng đầu tiên anh nhìn là khi mà gặp anh á, em nở cái nụ cười mà chỉ làm cho mình nó bị sao xuyến luôn. Dạ. Thì đó thì nghĩa là em cũng theo anh là nhìn em là em khó tính. Còn em... nhìn anh sao? Thôi trả lời câu hỏi của anh trước. Ừ. Dạ, em là một người rất là dễ tiếp cận. À. Rất dễ tiếp cận nhưng mà khó chinh phục nha. À, dạ. Vậy theo anh Huy thì quan điểm của anh về tình yêu là như thế nào? Quan điểm của anh về tình yêu thì chỉ là hai người có cảm thấy hai con tim cùng một nhịp đập. Hai con tim cùng nhịp đập hả anh? Ờ, nghĩa là hai người cùng cảm nhịp với nhau á. À. Cùng cảm xúc với nhau. Dạ. Sẽ đi tiếp cái chặng đường của mình sắp tới. Dạ. Nghe có qua có vẻ nó hơi sến sến anh ha. Đúng nhưng rồi. Mà sến nhưng mà thiệt. Nhưng mà nó thật. Em thích cái gì đó sến mà thiệt. Đúng. Á anh. Dạ. Các bạn đã có dự định là kết hôn chưa? Em đã làm cái tuổi em. Này là đã suy nghĩ đến chuyện lập gia đình chưa hay là chỉ là yêu thôi? Ba mẹ của em và các bác ngoài quê á. Tại vì gia đình em đã chuyển vô đây từ bé rồi. Nên vô đây thì em sống thì tới 30 tuổi vẫn chưa có. Nên các bác ở ngoài quê hơi bị hoang mang. Với lại bố mẹ cũng vậy, cứ hối xong em lấy vợ đi. Tại vì nhà có hai anh em á. Nên mẹ cứ kêu là xong lấy vợ đi, thằng em mày lấy trước. Dạ. Còn về cái quan niệm mình hôn nhân thì có thể là... Mình chắc luôn đi, đừng có thể anh. Ừ, chắc hả? Hôn nhân thì trong khoảng... 6 tháng đổ lại, trong thời gian đó mình sẽ tìm hiểu nhau, xem sẽ ok hơn để hiểu với tính cách nhau sẽ. Dạ, tức là anh chuẩn bị về điều kiện, cơ sở vật chất đồ đó là ok hết rồi ha. Ok, thì chắc chắn là bằng mọi giá phải có điều kiện để cưới em chứ. Mình tìm hiểu nhau khoảng 1 năm, 1,5 năm thì có thể tiến đến hôn nhân là đẹp đó anh. Đúng rồi, anh nghĩ các bạn, quan trọng là em có bấm nút không. Để tối nay em về em trả lời mail anh biết liền. Chắc rồi bây giờ sao ta, Em hãy tiến tới và nói với bạn gái một câu gì đó, suy nghĩ điều gì trong lòng của mình để chúng ta có thể tiến hành bấm nút. Vậy thôi. Đôi khi anh vô tình anh được đứng trước mấy ngàn khán giả luôn, anh không run. Nhưng mà anh gặp em anh rất là run.
Chắc là anh đã có cảm xúc thật sự với em. Đó nên lát chúng ta, anh rất mong em bấm chuông để chúng ta có một những ngày tháng tìm hiểu ra. Vậy ha. Rất chân thành, rất chân thành. Rồi. Mọi người, chúng ta sẽ đưa ra quan điểm của mình bằng nút bấm. Nút đâu? Bên trái anh. Bên trái đây. Rối rồi, rối, không tìm ra được cái thế để bấm rồi. Chúng ta hãy lắng lại 30 giây, cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu phải, chúng ta bấm nút. Và khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nếu cảm nhận không phải, không cần bấm. Hãy đưa ra quyết định của mình, nhìn về phía trước. Nhìn phía trước anh. Một. Hai. Hai. Bấm trước luôn rồi. Ba. Hết thời gian. Rồi, hãy nắm tay nhau đi. Cho anh nắm nhẹ. Rối rồi, rối kìa trời. Ôi, ống rung thiệt kìa trời ạ. Ôi, tay sao lạnh như vậy trời. Này, bạn gái là chủ động hết đấy. Yeah, rồi, yeah. Bây giờ thì bạn trai có điều gì muốn nói với lại gia đình bạn gái hay không? Sau đó thì xin phép được hôn cái hôn đầu tiên ở má của bạn gái. Hôm nay chúng con đã bấm bấm chuông rồi. Không có chuông, ở đây phải lan và điệp. Nút, mà bấm nút, nút, nút. Chúng con đã bấm nút rồi thì trái tim của đám nổi đỏ rồi. Thì xin phép hai bác cho con hôn hôn chán nhẹ của em cái cho hôn đúng. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan, bảo hành đổi mới năm đầu, tổng giá trị 7.000.000 đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Dạ, xin cảm ơn. Mình thích cái hoạt động bên ngoài đi du lịch, hoặc là thích nuôi chó, chơi với chó, và có hoạt hình Doraemon rồi. Con thường là đi du lịch vào những lúc rảnh. Ngoài ra thì con còn nuôi chó tên Dương. Ủa, tên con người luôn hả trời? Mình trải qua được 3 mối tình sâu đậm, nhưng mà tất cả hồi đó đến giờ chắc phải chừng mấy mối không? Nhưng mà thực sự là mười mấy? Dạ, thật sự là 13. Như vậy là chúng ta đã thấy tình yêu bắt đầu xuất hiện ở cặp đôi đầu tiên. Còn bây giờ thì sao? Chúng ta phải gặp ngay cặp đôi thứ nhì xem họ sẽ tìm được nhau hay không. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Dạ. Xin mời nhà gái. Mời em trai. Xin chào anh Linh ạ. Em chào chị Vân ạ. Em chào bạn gái bên kia và chào mọi người ở trường quay. Em tên là Mai Vũ Trương. Em hiện tại đang làm kỹ sư điện ở khu công nghiệp Amata. Hiện tại em đang sinh sống ở Biên Hòa. Dạ, năm nay em 28 tuổi. Còn em? Dạ, con chào chủ Quyền Linh. Chào cô Hồng Vân, chào toàn thể khán giả và chào bạn bên cạnh. Con tên là Phan Thị Tú Uyên, hiện tại là năm nay 26 tuổi, đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Đang làm marketing và sale tại Bảo Lộc ạ. Mảng gì? Dạ, bất động sản. Rồi, đàn trai hãy nói một chút xíu ưu điểm và khuyết điểm cho đàn gái biết đi. Thì ưu điểm của mình là hiền lành, sống rất là tốt với bạn bè. Mình hay nói chuyện, mình chia sẻ, làm cho bạn mình vui. Dạ. Em đây là em thích cái hoạt động bên ngoài, đi du lịch, hoặc là thích nuôi chó, chơi với chó, và có hoạt hình Doraemon được. Trời ơi, tâm hồn trẻ thơ quá ha. Dạ đúng rồi. Có điểm yếu gì không? Dạ có, ít nói. Dạ, cũng sống nội tâm, hơi nhát. Mấy năm về trước thôi thì năm nay cũng đỡ nhát rồi. Giờ ngồi đây là cũng bớt nhát rồi đó. Dạ đúng rồi. Còn mình nè, nói về cái là điểm mạnh, điểm yếu của mình nè. Điểm mạnh của con thì con là một người hoạt bát, gọi là một người sống hướng ngoại, thích đi đây đi đó và có thể độc lập tự chủ trong cuộc sống của mình. Điểm yếu thì nhiều một chút, hơi nóng tính, nấu ăn thì không có giỏi cái khoản nấu ăn lắm. Con thường là đi du lịch vào những lúc rảnh,
Dạ, đi cùng bạn bè hoặc là tự đi. Ngoài ra thì con còn nuôi chó, chụp ảnh nữa. Nuôi chó nhiều không? Dạ, con có một bạn. Tên gì? Dạ, tên Dương. Ủa, tên con người luôn hả trời? Dạ. Dương đó nó có liên quan gì tới cái cuộc đời sự nghiệp của con không? Dạ, Dương là trong tiếng Trung là nó là mặt trời. Thiệt không? Đừng nói là tên người yêu cũ nha. Ghét quá, hận quá, đặt tên chó luôn. Rồi thôi, sẵn mình nói về tình yêu nè, mấy mối tình rồi nè, khai luôn tên người yêu là gì luôn nha. Dạ, con tổng cộng thì có khoảng 3 mối tình chính thức. Một mối tình là từ thời năm nhất đại học. Nói chung là 3 mối tình của con là đều gặp ở đi từ thiện hết. Tất cả là đều đi từ thiện. Bắt đầu tên gì? Dạ, nói thôi quá khứ rồi cô Hồng Vân. Lý do tụi con chia tay là gì? Lý do hả? Ví dụ như là yêu xa chẳng hạn. Rồi bây giờ sao đây? Cái này cũng xa xôi à nha. Đi dễ mà, cao tốc đi cái ào tới rồi. Mình có mấy mối tình rồi? Thiệt ra thì mình đếm trên đầu ngón tay chắc cũng không hết. Không, mình hồi nhỏ thôi. Bây giờ từ cấp 3 chính thức có một mối tình, lớp 12. Mình trải qua được 3 mối tình sâu đậm. Nhưng mà tất cả hồi đó giờ chắc cũng phải chừng mấy mối không? Dưới trời. Tại chắc hiền nhát người ta thích. Mấy mối luôn à? Mười mấy mối. Mười mấy mối tình gian dở lận á hả? Trời ơi, 19 lần gian dở, chào cưng. Đâu, đâu đến 19 thì... Mấy chục cái linh đinh hay câu nói của ông bà mình. Nhưng mà thực sự là mười mấy. Dạ, thật sự là 13. Ủa, số này đẹp mà. Lý do chia tay vậy? Tuổi trẻ hồi xưa là chưa trải sự đời á, chưa? Phe ta bỏ hay là phe địch bỏ? Có mấy lần là mình bỏ, hầu như là người ta bỏ. Bỏ đi cái rụng tóc. Bỏ về mới lên đây em tìm mất hai. Đâu, hồi xưa em cũng nhiều tóc lắm chứ. Nhưng mà mình hận hóc tóc á. Hôm đó mình buồn quá, mình đi cạo. Ông nó cạo xong rồi chị. Đúng rồi, từ đó là em không mọc tóc nữa. À, dạ. Ôi, tội nghiệp không? Dạ. Cũng như tình yêu mà tóc nó vậy đó. Không, thực ra bạn này nếu bạn để thì tóc vẫn nhiều mà. Rồi nói nghe nè, bây giờ cái cô gái này có ở Túc Lâm Đồng thì em có ngại yêu xa không vậy? Nếu mà yêu xa mà nói chuyện lại bình thường thì cũng không sao đâu chị. Em phóng lên vực Lâm Đồng thì cũng gần, tầm 2 tiếng. Tùy theo chạy thôi, 2 tiếng chắc công an phạt hơi nhiều. Dạ, đúng rồi. Bây giờ này em mong muốn cái người bạn bên đây á, là phải như thế nào? Thật ra thì con người em cũng thoải mái. Bạn gái mình chỉ cần là hiền. Lâu lâu mà có cá tính thì một xíu mình biết uống bia, biết nhậu nhẹt một xíu cũng được. Có hình xăm cũng được. Tôn trọng cái gia đình mình. Rồi nhậu nhẹt chút cũng ok. Nhậu càng được càng tốt. Nhiều khi lấy về thì hai chồng cứ mua một thùng bia để ở tủ lạnh á. Thì mình buồn hai chồng ra ngồi uống. Giống như bạn em cũng vậy á. Không, cái đó là cái thú vui của rất nhiều cặp vợ chồng nha. Hai chồng nhậu với nhau thôi, không có nhậu với ai trơn á. Vậy hai chồng chơi nhau suốt luôn đi, đừng chơi ai nữa. Em có sợ con gái ghen không? Ghen thì em không sợ, chỉ sợ nhắc lại người cũ thôi. Rồi em có nhắc không? Không, em không bao giờ để ý đến người cũ. Bây giờ em đâu còn nhớ người nào để em nhắc đâu. Nhiều quá mà đâu có nhớ nổi mà nhắc. Mình nhớ cũng không muốn nhắc. Dạ, chào chú. Chào cô gái. Dạ. Con nãy giờ nghe chàng trai nói chuyện thì con cảm nhận như thế nào? Con cũng không biết nói sao luôn á. Anh vui tính á. Vui, có duyên. Ủa lắm á. Dạ. Vui tính. Có duyên lắm luôn á. Anh sửa điện mà nhiều đó, sửa điện nhiều. Cũng có đôi khi nó dễ thương. Hồi trước có té từ cái nhà xuống á. Có nữa hả? Có chứ, tại leo lên cầu thang là mình lắc lộn cầu dao á. Giật cây, té xuống gùm, giật cây, té xuống gùm cây. Đó, nó vậy đó. Cũng có té một lần nữa. Con không thích điều gì đàn ông nhất? Nếu mà về ngoại hình thì con không thích một người hôi. Chẳng qua cái tâm sinh lý nó hôi sẵn rồi sao? Hôi. Cái vụ này chú không biết nha. Nó vô tình thôi, nó cũng vô tình té, vô tình rụng thôi con. Rồi gì nữa? Nóng tính, gia trưởng. Người đàn ông vậy chắc tơi tả quá. Gì đâu hói rồi. Nóng tính rồi, đủ thứ cho. Chú nghĩ không có người nào gom nguyên tụ vậy đâu. Không biết chăm lo cho gia đình. Là một người quá hướng ngoại cũng không tốt. Từ từ con chú. Còn nữa hả? Dạ, không thích sao muối. Sao ngộ ta giống cô á. Thích vừa ôm thôi chú. Nói chung đừng có muối nào luôn, nó cứ bình thường đó, giống như Linh vậy đó, cứ bình thường. Đúng rồi, như mà. Không, chú cũng có tập gym á con. Dạ, chắc tập được một ngày rồi nghỉ. Là em gái đưa ra những cái điều không thích á, em có vướng vô điều nào không? Dạ không. Thế có đó. Không. Hồi không có tóc. Hồi hôi. Phải hả? Không đâu, hồi đâu. Ít tóc. Tức là có cái hình mẫu lý tưởng nào ngoài đời mà có thiệt không?
Ví dụ như là Barack Obama vậy đó, cô Hồng Vân, cao to và họ là một người vừa là người của công việc vừa là người của gia đình luôn. Không đen cũng được mà đen cũng được. Bên kia thích mẫu hình Obama. Em thích mẫu hình như ai? Nhân lẽ vợ của Obama, kỳ. Vợ Obama. Có duyên ghê không? Hai đứa này nó biết lựa ghê á. Hai đứa tự cảm nhận chứ số thấy cũng chưa giống gì hết. Để hỏi người thân đã. Hôm nay con đi với ai? Dạ con đi với gia đình, với má, với cậu, anh và bạn bè của con. Xin chào MC Hồng Vân, MC Quỳnh Linh. Chào và chàng trai bên này. Mình là cậu của Tú Uyên. Cậu nghĩ là chàng trai bên này cũng được, có nhiều cái cũng phù hợp với con. Với lại hỏi chàng trai bên này tí nữa là con kỹ sư điện là học ở trường nào vậy? Dạ đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì cùng ngành với cậu. Dạ dạ. Cũng rất là cậu là hồi xưa là bách khoa lâu lắm rồi. Thôi hai đứa thì đến đây là cũng nên cho một cơ hội để mà mình tìm hiểu xa hơn. Trời ơi. Đi với ai? Dạ em đi với bạn. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và tất cả mọi người ở trường quay ạ. Em là bạn của Trương. Nhận xét về Trương thì cũng tính tình rất là vui vẻ ạ. Bạn gái thì cũng nói chuyện thấy cũng hợp với bạn Trương ạ. Nhưng mà tại sao 13 người mà không vô người nào vậy? Bạn nhát lắm. Trời ơi nó nhát. Ủa quá. Vậy đó hả? Thôi được, hai đứa này nó quen nhau vui lắm nè. Cảm ơn em trai, giờ mở rào đi. Ừ. Mở rào. Đó, hai đứa tâm sự đi. Coi hai vợ chồng Obama không biết xem chương trình này không? À, mình chào bạn. Mình chào bạn, mình có món quà của bạn. Trong này có một lá thư á. À, ở đây thì em có mang tới một món quà bao gồm một bức thư và một cái tấm thiệp đi đến Bảo Lộc. Bạn cứ đưa tới Bảo Lộc đi rồi mình sẽ làm hướng dẫn viên du lịch, đưa bạn đi khắp nơi. Đọc đi, đọc thư đi con. Wow, chào cậu. Người bạn ngồi kế bên, tớ là Uyên, một cô gái khá bướng bỉnh, bánh bèo, màu mè, hoa lá, nhưng cũng là một cô gái khá bản lĩnh, tự cường. Tớ đã trải qua nhiều lần yêu và được yêu, vì vậy tớ hiểu thế nào là sự trân trọng. Tớ chỉ một câu gửi đến bạn, nếu bận quá thì bạn đừng nữa, thì đừng bạn đừng yêu. Thôi được rồi. Dạ. Đoạn cuối coi. Dạ, đoạn cuối. Đừng quan tâm, đừng quan niệm cái gì là của mình sẽ lại là của mình. Nó chỉ đứng ở một nửa thôi. Người ta yêu mình thì người ta sẽ không dễ dàng rời đi. Nhưng mà nếu như không trân trọng, không sẽ chia, không quan tâm thì cậu à, có yêu cầu đến đâu người ta cũng rời đi thôi. Mong sẽ có những ngày hạnh phúc bên cậu. Dạ hết rồi. Nói tóm lại là cái thư này bé này nó nói gì à? Nói em... tóm lại là bạn ấy nếu mình bận quá thì đừng yêu. Và yêu một cách phải có trân trọng bạn ấy. À chào bạn. Tại vì qua bức thư này mình thấy là mình thì không có bận biểu gì nhiều. Công việc của mình thì có thể là mình đi 3K, 3 kiếp trực thì, nhưng mà thời gian thấy 3 kiếp trực đó rất là nhiều thời gian dành cho bạn. Mình nghỉ nhiều, mình đi làm lễ Tết mình trực là nhiều lắm. Nhưng mà bất cứ thời gian nào trừ lễ Tết thì mình vẫn ở bên bạn được. Mình không ngại xa, mình chỉ ngại mình không có lý do mình xuống dưới thôi. Luôn luôn nếu mà bạn cần mình luôn luôn ở kế bên bạn, bất chấp là có mưa hay là sao. Nhưng mà chắc bão lũ ở trên Lâm Đồng mình kẹt xe mình không xuống được. Ok. Trừ những ngày Tết và ngày lễ mình đã nói với bạn. Hồi nãy mình có nghe nói là bạn có tới 13 mối tình. Chắc cũng chấp nhận chấp đi đúng không? 13 mối tình đó là tuổi trẻ chưa xảy từ đời các bạn. Tính là mình có 13 nhưng mà thật ra có 3 mối tình chính xác. Bây giờ mình lớn hơn nhỏ này 2 tuổi, mắc gì mình phải xưng bạn với mình. Dạ. Anh em được khẳng định được. Dạ. Phải anh coi nè. Giống Obama được phần nào? Giống hết quá. Chắc giống Obama được 10%. 10%. Đúng rồi, mình không có đen như ổng được. Thì mình là một người rất là thích du lịch. Người ta lớn hơn mình phải lịch sự, mình gọi là anh. Dạ. Ừ anh em. Em rất là thích đi du lịch cho nên là có thời gian rảnh là em sẽ sắp xếp thời gian để chọn một địa điểm để đi du lịch. Thì anh nghĩ anh có thích đi du lịch như vậy không? Vâng, mình thích du lịch. Anh thích du lịch. Thích lắm luôn chứ. Nhưng mà không có kỳ định tiền thôi. Tiền nhiều khi cũng quan trọng lắm. Đúng rồi, tất nhiên là tiền sẽ quan trọng. Một năm anh có thể đi du lịch đến 6 lần. Em tới em nắm tay cô gái. Cảm xúc nãy giờ mình gặp bạn ấy thế nào? Với lại có lấn cấn cái vụ con chó tên Dương không thì hỏi luôn nghe. Ừ, đi... em tưởng chó tên Trương hết hồn á. Dương đó. Trời ơi, nắm tay hả? Thì giống mắt tay quá. Lạnh quá. Công việc của anh thì không có bận rộn lắm. Thì anh vẫn đi xuống thăm em bình thường.
Hy vọng là em giao cho anh một cơ hội để tìm hiểu. Dạ, yeah, cho cười. Dạ, em hơi ngại một chút nên em cười. Móng tay làm đẹp chứ nhỉ? Con gái có quyền làm đẹp mà. Không đẹp mà, muốn nói gì đâu. Hai đứa này nó nói mà như không nói á Linh ơi. Có mình ơn tụi nó nghe thôi, không ai nghe được luôn á trời. Thì anh có một cái bài, nhưng mà anh sẽ hát một đoạn cho em nghe. Tại vì anh kết em rồi, nhưng mà em kết em không. Em cứ nhận lời là anh cưới em về làm dâu của má em liền. Mình cưới nhau luôn. Hay là em thích bây giờ? Đáp lại đi nè nữ. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Trên tay anh cầm một đóa hoa tu cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Thôi ạ. À, vẫn không nghe tụi con hát cái gì luôn á. Hai đứa này quen nhau dễ thương lắm á. Một nè, hai nè, ba. Hết thời gian. Có bấm không? Trời ơi, bà làm nhỏ rớt tim luôn vậy đó à. Chính thức là các bạn đã hẹn hò với nhau đó, nắm tay nhau đi. À, nắm vậy thôi. 13 mối tình vẫn yếu lắm. 13 mối tình yếu lắm rồi. Xin phép cho con được hôn má. Dạ, hôm nay con xin phép ạ. Hôn thiệt hả? À, có thể hôn dạ cũng được. Dạ rồi. 13 người mà sao cô thấy con không có một cái thế nào hết trơn là sao vậy? Làm lại cho nó đẹp đẽ coi nè. À, ít ra phải cổ điển chút xíu vậy chứ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kèm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tính đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kiềm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Giữ lấy về đọc kỹ lá thư nha. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan, bảo hành đổi mới năm đầu tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Dạ, chúc hai đứa sẽ sớm tìm được tiếng nói chung nha. Dạ. Dạ. Tôi đi Bảo Lộc giới thiệu tôi mua đất nha. Dạ, lát mình gặp nhau nha chú. Mời nhà trai. À, chào anh trai. Dạ, chào anh ạ. Ngồi đi em. Rồi, xin mời nhà gái. Rồi, để đây đi cưng. Mời nhà trai giới thiệu về mình cho bên nhà gái cùng nghe luôn nha. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn gái bên cạnh. Em tên Lê Phước Lộc, em ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Làm việc ở đâu Lộc? Dạ, em làm việc cách nhà khoảng 16 cây số. Làm gì Lộc? Dạ, em chủ cửa hàng thuốc thú y ạ. Rồi. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi cưng. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, chào bạn nam bên cạnh và chào tất cả khán giả. Em tên là Phan Thị Thúy Hồng, 33 tuổi. Em là con gái Bến Tre. Hiện tại thì em đang ở quận Thủ Đức. Em là nhân viên văn phòng cho một công ty may mặc ở quận 12. Bến Tre là huyện nào? Dạ em ở Bình Đại anh. À, Bến Tre bây giờ đi qua cái cầu thôi là đã tới Trà Vinh rồi. À, nó cũng có sự kết nối xưa đi rất là khó. Dạ, Bình Đại xa lắm anh. Từ cầu Cổ Chiên mà đi tới Bình Đại tầm khoảng 60 cây số anh. Trời ơi, ta nói tình yêu nó gần vậy. Dạ. Tình yêu mình phải nói như vậy cho nó động lực, nghe không? Lộc cho biết rõ hơn về công việc của Lộc đi Linh. Thì bán thuốc thú y thôi chứ có gì đâu. Dạ, em bán thuốc thú y. Chữa bệnh cho động vật không? Dạ có à cô. Em làm gì? Dạ em chuyên thì chị điều trị bệnh trên bò, heo, gà, vịt, chó, dê. Em là em học y. Dạ em là bác sĩ luôn ạ. Là bác sĩ thú y đúng không? Dạ mà bác sĩ thú y ạ. À. Dạ. Bác sĩ thú y dưới quê là đi chích heo nè,
đi làm cho để dạ. tư vấn cho người ta nuôi heo sao cho tốt nè, dạ, đúng rồi. Tốt nè, dạ. rồi cấy tinh heo nè, đúng không em? Dạ đúng rồi anh. Thôi ngày này giờ ngon lắm nha. Bạn gái ơi, bạn ở Bình Đại mà ở bạn ở xã nào bạn? Em ở xã Phú Thuận. Phú Thuận, dạ. Có xới xã đó chích heo lần nào chưa? Dạ có đi ngang. Dạ tại hồi xưa em làm bên nhân viên thị trường á anh. À. Đi cho công ty thuốc á anh. Rồi giờ về em làm riêng cho mình. Dạ đúng rồi anh. Ồ làm riêng cho mình là tốt lắm. Làm riêng thì khỏe. Mình nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi cưng. Nói về điểm mạnh á, em là một người thẳng tính và em biết nấu ăn. Còn về khuyết điểm á thì nhiều lắm chị. Em không có khéo tay, em dễ tin người, nói chung là cũng dễ bị lừa. Em không có được dịu dàng, đôi khi cũng nóng tính. Thì em không có được lanh lẹ, nhạy bén trong giao tiếp. Rồi còn chấm sao rất là nhiều nữa. Em có mấy mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình. Một mối tình thời sinh viên được chắc khoảng 1 năm. Rồi sau mối tình thứ hai thì được khoảng 2 năm. Mối tình thứ ba là gần nhất đây là cũng được khoảng 2 năm. Dạ. Mà lý do chung nhất cho sự chia tay của hai mối tình sau là gì? Dạ mối tình thứ hai thì do cái người đó ghen tuông quá. Rồi dạ. Đó. Còn mối tình thứ ba giống như là tụi em có quá nhiều khoảng cách. Khoảng cách về địa lý, rồi về lối sống, về suy nghĩ. Cái anh đó rất là giỏi nhưng mà cực kỳ khó tính, tự ái thì rất là cao. Tụi em không thể nào tìm được tiếng nói chung. Mà có nghĩa là chia tay là vì ảnh quá khó tính hay là vì yêu xa? Không có yêu xa, ảnh ở đây nhưng mà cách nhà nó xa. Ảnh ở miền Trung lận. Ừ, nhưng bây giờ em có sợ yêu xa không? Dạ không. Không sợ phải không? Dạ. Ok, đó, bạn trai yên lòng chưa? Dạ, tôi gài câu đó, tôi gài được cái câu mà có sợ yêu xa không á. Dạ, Bến Tre cũng không có xa lắm đâu cô ơi. Không, nhưng mà người ta ở thành phố. Hiểu không? Dạ, ta đang làm ở quận 12. Dạ. Anh nghĩ về Trà Vinh, Trà Cú là ngon nhất về làm chủ. Ừ, đó, hai tính tự bằng bạc đi nha. Dạ. Rồi em sao? Mấy mối tình rồi? Dạ, em có 3 mối tình ạ. Mối tình thứ thời sinh viên á. Còn mối tình thứ hai trong quá trình ra trường rồi cái mình tìm được việc làm á. Bạn đó chê nhưng cũng không hợp tính á. Còn mối tình thứ ba này như quen nhau mà không biết gì về người đó hết trơn á. Nhà cũng không biết mà người thân cũng không biết, em cũng chia tay luôn. Em có điểm mạnh điểm yếu gì Lộc? Dạ điểm mạnh của em thì siêng năng, nhiệt tình, miễn mà nhận việc nào thì làm cho hết việc đó. Dạ điểm yếu của em thì dễ tin người, rồi nhiều khi mấy đứa bạn nói chơi chơi em tưởng thiệt em làm theo, mấy đứa bạn nó cười quá trời. Bên đây cũng dễ tin người lắm nè. Dạ. Em có khó tính không? Dạ không, em cũng dễ à chị. Sao xin phép cho em hỏi bạn trai một câu ạ. Bạn trai vẫn có biết nhậu không? Nhậu thì có biết nhưng mà chỉ khi nào đám tiệc à, đám giỗ hay là tiệc gì đó mà lâu lâu bạn bè hội ngộ lại thì uống 2-3 ly gì đó. Tại theo cái di nguyện của ba em trước khi mất á, là ba nói nếu mà ai mà không nhậu á là ba không có gả. Trời ơi. Trời ơi. Quá. Nhưng còn một cái nữa, mẹ thì lại nói á, ai mà ăn nhậu bê thai quá mẹ cũng không gả. Nên cuối cùng là em ế tới bây giờ. Thành ra 33 năm rồi là mình vẫn ở không vậy đó phải không? Vấn đề vậy là giờ do em. Bây giờ em thích nhậu hay là không nhậu? Em thích biết nhậu nhưng mà nhậu có điểm dừng. Chứ là nếu mà không biết nhậu thì em nghĩ cũng khó khăn lắm chị. Tại bây giờ còn phải giao tiếp nè, rồi bao nhiêu thứ nữa. Nếu mà không biết nhậu đó, thì nó rất khó. Nhậu ít mà, anh uống có mấy ly à. Nhưng mà về nhà em sẽ được luyện lên đô. Lên đô. Dạ, các anh rể của em nhậu cũng mạnh lắm. Và anh rể trước khi đi nói là phải nhớ hỏi bạn trai đó có biết nhậu hay không nha. Không nhậu là anh cũng không có việc cho vô đâu. Trời ơi, không rể vậy luôn hả? Điều kiện cũng dễ quá ha. Rồi bây giờ em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ về ngoại hình á thì cao khoảng trên 1m65. Nhan sắc á thì chắc cũng dễ nhìn. Nếu mà anh đó có thể có được cái sống mũi cao á thì càng tốt. Giống ai trong showbiz không? Có thích có thấy giống ai thích em không? Cần không? Thấy thích hợp với em là được rồi. Chỉ có cần... trong mắt em đẹp là được rồi. Không. Anh là anh là được rồi. Sống mũi cao đúng không? Nãy tôi cũng thấy cao á. Dạ. Rồi còn gì còn, nữa không? Còn tính tình á thì đàn ông 100%. Đàn ông 100% đối với em là đàn ông tính đàn ông. Tại vì sẽ có đàn ông tính đàn bà. Nên là đàn ông 100% phải là đàn ông tính đàn ông. Ví dụ đàn ông tính đàn bà là như thế nào? Là có thể tính là gì là tính đàn bà theo em? Xôi mối để ý kêu kiệt rồi kêu kiệt. Bao nhiêu thứ đó. Rồi anh đó thì lo làm ăn, tính tình thì biết quan tâm chia sẻ, kính trọng người lớn, yêu trẻ con, tuyệt đối phải giữ chữ tín, nghiêm túc và không lăng nhăng. Vậy anh Linh, anh hỏi em là em có về Trà Cú mở văn phòng em chịu không hay là làm chủ?
Cái đó là còn phải bây giờ không có nói được chị. Chắc ở đâu không quan trọng, ở đâu mà làm có tiền, ở đâu mà làm giàu được là mình cứ ở. Dạ. Vấn đề chỗ là mình có hợp với nhau không thôi. Nãy giờ cô đó nói những cái tiêu chí đó. Dạ. Mình cảm giác mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Chắc cỡ 90%. Tự tin ghê luôn. Em có phải là một người đàn ông bản lĩnh đàn ông, một người đàn ông không có tính đàn bà không? Không, đàn ông tính đàn ông chứ. Có một chút xíu là đàn bà không? Dạ không luôn. Em cực kỳ quan trọng lời hứa, thà đừng có hứa, nhưng mà khi là đã hứa với em rồi thì 99% phải thực hiện, 1% còn lại là em coi như đó là cái nguyên nhân bất khả kháng thôi. Còn cái thứ hai á là về vấn đề thời gian, em ghét nhất là trễ hẹn, dù trễ một phút cũng không được. 99% hứa là phải làm. Dạ hứa phải làm. Được không? Dạ được chứ anh. 99% là phải đúng giờ. Dạ đúng. Nhưng mà nhiều khi đi dọc đường kẹt kẹt chạy xe nó cán lên làm sao? Không, cái đó là nguyên nhân bất khả kháng mà. Bây giờ anh có điện thoại mà. Đó. Chứ cầm cái điện thoại lên nó và anh bị kẹt xe, anh bị hư xe hay là như thế nào đó. Nửa tiếng, một tiếng thậm chí chờ cả đời cũng được. Chỉ còn anh nói một tiếng. Chứ em ghét nhất là im lặng rồi cứ trễ dây dưa trễ giờ này qua giờ kia. Đúng đôi không? Khi có những việc người ta cũng không thể báo được thì sao? Nhưng cái điện thoại hết pin là sao em? Cái đó là tùy cơ ứng biến anh. Đó, lỡ đang đi đỡ đẻ heo rồi sao? Heo nó đang đẻ lo heo đẻ muốn chết luôn. Đỡ đẻ heo á là tới đó đâu có hẹn em nữa. Không có hẹn, thí dụ giờ đang nè, đang hẹn em, ví dụ hẹn em là 5 giờ chiều mình sẽ đi xem phim. Ha. Cái 5 giờ bên kia nó có heo tôi chuẩn bị đẻ ơi. Bác sĩ qua giúp giùm thì ta phải qua giúp dạ, giùm dạ, heo. Đúng rồi anh. Đúng không? Đúng rồi. Qua rồi lúc đó lu bu rồi lúc nó đẻ đâu phải đẻ 1-2 con, nó đẻ cả 10-20 con. Lúc đó tùm lum tùm la rồi sao lượm điện thoại được đúng không? Dạ đúng rồi anh. Xong rồi thì cứ điện thoại. Hoặc là trước xong khi rồi đi vẫn thì cứ điện thoại. Đúng điện rồi, thoại trước khi đi vẫn em nói một cuộc gọi chỉ còn có vài phút thôi mà. Ở nói bây giờ anh có việc gấp hay là như thế nào đó giải thích. Em rất là sẵn sàng lắng nghe. Nghe ngược được chứ anh. Heo đẻ cũng phải giải thích nha. Dạ đúng rồi anh. Em muốn tìm một người bạn gái thế nào? Cao khoảng từ 1m45 đến 1m7 à. Dư. Có dư luôn á. Tóc thì dài khoảng cỡ ngang vai thôi. Dư luôn. Hình chiếc lá. Tóc hình chiếc lá nữa. Cái tóc này là tóc hình chiếc lá. Rồi muốn chiếc gì miễn có người ta làm ra được chiếc đó luôn. Đơn giản vậy thôi anh. Em hơi dữ xíu, hơi đánh đá xíu. Thậm chí là con bé trong công ty nói là em nghe cái tiếng chị là em biết chị đánh đá rồi. Nghe cứ tưởng dữ lắm nhưng mà em cũng không có dữ lắm đâu. Dữ vừa vừa thôi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị thứ hai, với mấy chị cùng xóm. Em chào anh Quyền Linh. Em chào chị Hồng Vân. Chào chào bên nhà trai với chào mấy em ở đây. Em nhận xét về em trai này thì cũng hiền, thật thà. Thì thôi hai đứa cho nhau cơ hội để từ từ tìm hiểu. Theo em là như vậy. Dạ. Thấy được ha. Dạ. Trai hiền quá ha. Dạ hiền. Hiền hơn là gái luôn á. Đúng rồi. Theo em vậy á. Đúng rồi liền luôn á. Bên nhà trai đi với ai? Em trai đi với ai? Dạ em đi với bạn em ạ. Chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào tất cả quý khán giả ở đây. Em thì có nhận xét là bạn gái bên đây cũng rất là dễ thương. Chắc là có thể hợp được với anh Lộc ạ. Mà hy vọng là có hai người có thể cho nhau cơ hội. Rồi. Mở rào. Bắt đầu đi. Nhìn nhau nhận quà tặng quà nào. Chào em. Anh có bó hoa với cái nón lá ạ. Cái này là nón tặng em bó hoa này. Còn nón lá này là đặc sản quê anh ạ. Tình cờ là em đi chợ đó, em thấy có một số cô gái đội nón lá nhìn thấy cưng nên em mua tặng vậy thôi. À vậy đó hả? Đó là anh thử cái gì không? Này là cái tờ giấy gì đây? Ồ, cái này để lát nữa em đọc cho bạn nghe. Hợp không? Giống như đứng bánh tre chưa anh? Chưa. Này phải cải tạo là chút không, xíu tóc cái này, tai kia quần áo mới hợp. Anh ơi, mặc áo bà ba mới hợp anh. Đúng rồi. Đây là cái áo em tự may. Đối với một cái người thợ may bình thường á thì người ta chỉ còn 3 đến 4 tiếng á, là người ta đã may được nó rồi. Còn em á, thì phải mất tới 3 buổi tối ở lại tăng ca mới may được. Nói chung là nó cũng không có được đẹp nữa. Nhưng mà em nghĩ là nó sẽ có ý nghĩa rất là nhiều. Em hy vọng là anh sẽ thích nó. Cảm ơn em. Mở luôn. Mở thử lắm, đi, thử đi, ướm đi. Đưa đây. Hoàng thử ướm áo. Cái này chắc để dành mặc đi dự tiệc. Tiệc cưới rồi, đẹp ơi, đẹp đó. Nghe Lộc có lá thư gì đó. Dạ em có bài thơ ạ. Từ khi nhận cuộc gọi á, là cuộc gọi dắt 10 giờ mấy đêm là em thức tới 3 đêm rồi đó. Cũng mới ngẫm cách đây chừng 2 tiếng à. Rồi ngẫm sao đọc coi.
Ngâm thơ anh vốn không mê. Quên rồi. Phải, có quyền trợ giúp chút. Ngâm thơ anh vốn không mê, nhưng vì hội họp nên viết vài dòng. Đêm dài ngâm ngợi cho qua, vừa ngâm vừa đợi đến ngày gặp em. Gặp rồi anh mới ngỡ ngàng, thấy em hơn cả mong đợi của anh. Còn lá thư nó là gì nữa? Cái lá thơ dạ. Cái đọc đi cưng lắm. Dạ không, cái này là em chỉ mong một cuộc sống đơn giản thôi. Anh đọc giúp em đi. Em cũng quá. Sáng anh có việc phải đi, em ở nhà coi tiệm. Anh đi làm xong việc, anh về sớm thì em đi chợ mua đồ ăn. Em về làm cơm cho anh ăn nhé. Anh đi làm về trễ, em đóng cửa tiệm. Em đi chợ mua đồ ăn về nhà, vừa làm đồ ăn vừa coi tiệm bán thuốc, thức ăn cho người ta. Ca nào khó quá thì alo cho anh nhé. Trưa anh đi làm về, anh có cơm ăn. Ai dạ. Kêu chở thức ăn thì anh đi, không ai kêu chở thì anh ngủ trưa, em đi rửa chén. Chiều tối em lo cơm chiều, anh đi làm về, anh có cơm ăn.